Nhãn qua nếu đến nơi kia mà được thấy, thời tất cả chúng sanh đều thấy lửa, cớ sao chẳng bị cháy. Thế mà cái thấy mình á, nó chạy tới đó thì giờ thấy lửa là nóng, thì cái nhãn qua mà chạy tới lửa nó mới thấy lửa, thì lẽ sau khi mà nó thấy lửa là nó bị cháy rồi mắt, phải không? Và nó không cháy mắt thì thằng nó không để tới. Như người thấy vật cát ở xa, thời chẳng nên nghi rằng đó là chim hạt. Ví dụ như cái người đứng như xa xa nhìn thấy ở ngoài có cái gì trong cát, thì nghi rằng ở đó không biết cái gì giống như con cò, thì nếu mà là cái đó con cát thấy mà nó chạy tới cái đó thì đó còn nghi là giống được, phải không? Thằng kia nói là con cò đó là cái gì rồi, vì đã tới mà. Cò này mình nghi tức là biết là nó không tới. Là than, là người, là cây. Nếu nhãn quan đến nơi kia thế nào thấy được vật ở trong bình thủy tinh, đã tới cái này rồi nó còn có nữa. Nhưng mà để trong bình thủy tinh rồi trong đó mà để món đồ gì thì nếu nó tới thì làm sao? Vị thủy tinh nó án ngoài rồi, rồi làm sao mà chạy vô được mà thấy gì đâu. Thì lẽ là nếu nó chạy tới thì cái chuyện đó là không thấy, mà mình thấy được thì biết rằng nó không chạy tới. Cá cùng đá ở dưới chiếc sâu, nó sao như mình dòm xuống dưới khe suối, mình nứt căng rồi thấy cá lại thấy đá ở dưới, thì như vậy nếu cái thấy mình nó chạy tới dưới thì lẽ là nó chùng xuống nước là nó không thấy, nhưng mà nó đâu có chung mà nó vẫn thấy. Thì như vậy là cái lý cái thấy nó chạy tới vật đó là không được. Nếu nhãn quan chẳng đến mà thấy, đây là Đức Phật nói về cái chữ khác. Nếu nhãn quan chẳng đến mà thấy, cớ sao thấy được vật trong bình thủy tinh mà chẳng thấy được vật ở ngoài hết? Chẳng đến mà thấy, tức là vì trong bình thủy tinh mình cái thấy mình nó không đến mà vẫn thấy cái vật cho con. Thì ở ngoài đất kia những cái vật gì ở ngoài đó mà mình cũng không đến thì lẽ mình cũng phải thấy chứ thấy không? Nếu không đến mà thấy, thành những trường hợp hồi nãy Phật Pháp đến mà thấy, bây giờ Phật nữa là không đến mà thấy cũng không được. Và do lẽ này nên nếu nói bằng nhãn quan đến nơi kia mà được thấy đó là không đúng. Này Hiển Nam Tử, như ông vừa nói, trong sữa có bánh của Tức Lạc, cớ sao người bán sữa chỉ lấy giá tiền sữa mà chẳng đòi tiền Tức Lạc? Thật quá đủ hết. Người bán ngựa cớ sao chỉ lấy tiền ngựa mà chẳng đòi tiền ngựa con? Nếu mà các thằng nó sẵn có cái kia rồi thì lá cái này đài luôn cái kia hết, mà chỉ đài cái này không từ cái kia có cái kia. Rồi nói thêm nữa, thực này Điển Nam Tử, người đời vì không con cái nên cầu cưới vợ, vợ nếu có thai nghén thì chẳng được gọi là con gái. Nếu nói là con gái có tánh của con cái nên phải cưới hỏi, thầy không đúng. Vì nếu có tánh của con cái lẽ ra cũng phải có tánh của cháu. Nếu có tánh của cháu thầy thành ra anh em vì đồng một bụng sanh ra lại. Do đây nên ta nói rằng nơi người con gái không có tánh của con cái. Nếu trong sữa kia có tánh của Tức Lạc, cớ sao chẳng thấy cả năm vị đồng một thời? Năm vị đó tức là sữa nè, lạc nè, sâm tô nè, thục tô nè, trái bề hồ. Thời này Điển Nam Tử, lúc là sữa thời màu khác, vị khác, công dụng khác, nhẫn đến bề hồ cũng lại như vậy. Làm sao thể nói được rằng trong sữa có tánh của Tức Lạc? Thì như vậy để thấy rõ, nghĩa là trong sữa mà cố định cái Tức Lạc là không được. Ngày Thiện Nam Tử, như có người sáng ngày sẽ uống một tích to, giờ đây đã sợ hơi. Nếu nói rằng cũng quyết định trong sữa có tánh của Tức Lạc thời cũng như vậy, nó tức là nó bị đổ dời cái thời gian khác, nó đã biến thành cái khác rồi. Dĩ như có người dùng viết giấy mà hòa hiệp thành chữ, mà trong giấy này vốn không có chữ, vì không có nên nhờ duyên mà thành có. Nếu vốn đã có thì cần gì đến các duyên thì quý vị thấy Đức Phật mà bác rằng trong sữa không có chất lạc, để đi tới cái gì? Để đi tới tất cả pháp tự tánh là không, phải không? Nếu mà mình nói trong sữa có chất lạc thì tất cả pháp đã có tự tánh, mà ở đây Đức Phật muốn nói là tất cả pháp tự tánh là không, duyên hợp rồi nó mới sanh. Nếu mà nó đã có thì không cần duyên đó. Như vậy cho nên cái chủ thuyết nhân duyên là các pháp không có tự tánh, bởi không tự tánh cho nên duyên hợp mới thành. Và nếu nó có tự tánh thì quyết định cái này thành cái kia rồi, cần gì duyên nữa. Đó là cái chỗ nó tế nhị. Nên ở đây Đức Phật bác đi bác lại để cho thấy rõ các pháp không có tự tánh. Còn bên kia thì Ngài cố định rằng có tự tánh. Đó, vì vậy Phật bác đủ thứ hết. Như chúng sanh do ăn mà được sống, nhưng trong vật thực này thì không có mạng sống. Nếu vốn đã có mạng sống ở lúc chưa ăn, lẽ ra vật thực này là mạng sống. Này hiện năm tử, tất cả pháp vốn không có tánh. Tới chỗ Phật muốn kết lại cho mình thấy rõ đó, vốn không có tánh. Do nghĩa này nên ta nói kệ rằng trước không nay có, trước có nay không, ba đời các pháp không có lẽ đó. Tức là trước không nay có là sao? Bởi vì các pháp trước không có tự tánh, duyên hợp mới có, cho nên gọi là trước không nay có. Bởi duyên hợp mới có cho nên trước có mà nay không. Bởi vì cái duyên hợp mà duyên ly tán thì cái từ có nó biến thành không đó, cho nên nó trước có nay không. Như vậy thì ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, các pháp đều không có tự tánh hết. Cho nên ba đời có pháp không có lẽ đó. Có pháp tức là có tự tánh, có tự tánh cố định với các pháp thì không bao giờ có lý. Các pháp trong ba đời đều không có tự tánh. Đó là cái chủ trương của Phật giáo. Mà đó tức là chúng ta thấy cái bộ Trung Quán Luận mà giải thích tường tận về cái lẽ này đó, là cố chấp rằng có tự tánh thì tức là sai lầm. Thầy thiện nam tử, tất cả pháp do nhân duyên mà sanh, cũng do nhân duyên mà diệt. Nếu chúng sanh có Phật tánh thì tất cả chúng sanh lẽ ra có thân Phật như ta hôm nay. Như vậy thì Phật nói tới Phật tánh, mà rồi Phật cũng bác làm sao? Là biết rằng chúng sanh có Phật tánh mà không cố định, không cố định Phật, phải đủ duyên mới thành Phật. Thế là tức là phải có cái điều chánh nhân và trợ nhân mới được. Thì đã có chánh nhân trợ nhân thì không cố định, bởi không cố định cho nên Phật nói nếu mà nó được cố định thì tất cả Phật, tất cả chúng sanh đều thành Phật như Phật. Phật tánh của chúng sanh chẳng vui, chẳng dại, chẳng bị kéo, bị bắt, chẳng bị trói, bị buộc. Như trong chúng sanh có vui không? Vì tất cả chúng sanh đều có vui không, chẳng thiếu ngại, chúng sanh đều chẳng tự thấy mình có vui không này. Giả sử nếu chúng sanh chẳng có vui không, thời không có những sự dẫn đi, đứng, ngồi, nằm, chẳng sống, chẳng lớn. Do nghĩa này nên tâm kinh ta nói tất cả chúng sanh đều có hư không giới. Hư không giới đây gọi là hư không. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Phật tự Bồ Tát thấy được thành tích như câu kim cương. Ở đoạn này quý vị thấy Đức Phật mà khéo léo làm sao, nó làm giải thích cho chúng ta hiểu tường tận. Phật nói rằng trong chúng ta có cái hư không đó đẳng. Mình hiểu không? Thân mình người thấy không ở đâu là sự thật. Phật nó nói không có đi không thì không có đi, không có đứng, không có nằm, không có ngồi, không có sống, không có lớn. để tôi đi tôi đúng như nồng cái này để sống tôi lớn, cho nên nước tâm mình có đi đâu. Như vậy lễ rưỡi nếu mà nó biết được thật không á, thì thấy không? Nhà tôi nó trống, cho nên thôi thì ra tự chơi, thôi thì ra thì vô, cái tôi nó giải, cổ nó tập, tôi đạp cổ nó nở ra thấm vào, rồi máu nó chạy, máu nó chạy rồi mới có hoạt động rồi mới có tiếng, rồi mới có sống, phải không? Và ví dụ như cái miệng mà nó biết là thì xấu làm sao? Cả trong lỏng mình dầu tình nóng cơm nước cũng dễ, cái cả chết thì con cũng được, phải không? Đó, rồi thì xét lại với người thấy trong cơ về mình, nếu mình nhấn nó là mình tử, mình thấy nó tự như là lỗ tảo, đây là từng lỗ từng lông, lỗ từng lông nhỏ thì đó là thưa thưa, rồi từng cái hang, hang lớn là cổ họng, hang nhỏ là lỗ tai, lỗ mũi, phải không? Thôi bao nhiêu là hang thế, không có hiểu lý nữa. Rồi, vậy đó là mình cứ tưởng là mình thiệt, chứ giờ lại thì mình chỉ là nói tống rỗng hư rỡ, không có gì hết. Cho nên là cái gì rồi nó cũng tôm ra, rồi nó chảy, thì mình có đủ thứ chuyện ngoại vật nó tống đó. Cho nên quý vị thấy cả cuộc sống đều là do cái tống không. Tống không là một sự sống, nếu không có tống không là một sự sống. Thì từ con người mình thấy lỗ mũi nè, họng nè, rồi cái tới khác để tận khác, thì cái nào cũng có cái tống, cho nên nó dẫn máu chạy mới được, hơi nó mới ra vào, rồi nước mắt nước mũi cho nên nó chảy ra cái vô mới có sống. Nếu nói mà nó cứ biết là hết thì mình không có cử động gì hết, nó là một khối thịt chết, chứ không có nghĩa lý gì. Thành nó như vậy, cái tống đó là cái sử dụng, cái tống đó là cái sống, cái động. Nếu không có nó là chết ngay. Thì giờ quý vị thấy như lấy chiếc xe gắn máy đó, đạp cái nổi bịch nó chạy, thì như vậy nổi bịch là vì nhờ cái ống sạc măng nó tống không. Thôi chứ nó nổ là được, mà nổ là được mới có cái động, cho nên nó mới chạy. Còn nếu mà cái đó nó bích lại ai thì có gì hết, thì máy nó không có chạy, không động, mà không động thì xe làm sao chạy nữa, thì đó là cái chết. Thì như vậy đó là nếu không có cái tống không là chết. Mà ai không biết mình có hư không? Chứ nó mà này là hư không, cho mình đây là có, mà này là không. Và ai ngờ chính mình là không mà mình không ngờ. Đó, thì như vậy cái không của mình mà mình còn không thấy, muốn nữa là Phật tánh không hình dáng, mình không thấy được. Đó, như vậy để thấy rằng Phật tánh nó không hình dáng, tương tự với hư không, nhưng mà Phật tánh là có tri, có giác. Còn hư không thì nó không tri, không giác. Mà phản tánh bởi không hình tướng, cho nên chúng ta cũng không thấy, như không thấy hư không của chúng ta vậy. Tới hàng thập tự Bồ Tát mới thấy được một ít như là một kim cương mà thôi. Ngày thiện nam tử, Phật tánh của chúng sanh là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải là hàng thanh văn duyên giác biết được. Tất cả chúng sanh vì chẳng thấy Phật tánh nên thường bị phiền não có buộc mà phải lưu chuyển trong sinh tử. Chư Phật vì thấy Phật tánh nên phiền não kiếp sự chẳng có buộc được, do đây giải thoát sanh tử tận đại niết bàn. Kết luận thì sở dĩ mình không thấy cho nên ký tê lăng trong sinh tử, còn Phật nhờ thấy mà các ngài được giác ngộ thoát khỏi dòng sinh tử. Vì vậy cho nên Phật nói không cố định có Phật tánh để thành Phật, nhưng mà chúng sanh đều có Phật tánh. Thành ra mình thấy như cái lối nói mâu thuẫn, mà không phải mâu thuẫn, bởi vì nếu mình cứ nhìn một chiều, một chiều là có nhân rồi có quả, nhưng nó nhân nào quả nấy đó, thì nhân Phật tánh thì tức là phải thành Phật quả Phật, nhưng mà nếu thiếu cái duyên nhân thì đâu bao giờ thành. Cho nên người giả thiếu như cái duyên nhân nên Phật nó không có. Nếu mà đầy đủ duyên nhân nó hiện thì Phật nó là có. Thì như vậy để phá cái lầm mê của chúng sinh cố chấp, nghĩa nói có thể được đinh ninh cho mình là có rồi không muốn tu, và nói không cho chán nản rồi nói mình không có tu biết thì nào thành. Thành ra Phật cũng nói có mà cũng nói không, Nếu mà đầy đủ tánh nhơ và duyên nhơ thì chúng sanh thiện là Phật tánh. Còn nếu chỉ có tánh nhơ mà không có duyên nhơ thì chúng sanh không phải Phật tánh. Mà không thấy thì gọi là không có. Thôi, hãy nghĩ. Đây thì Bồ Tát Sư Tử Hống, Ngài cũng còn cái nhờ về Phật tánh sẵn có như trước. Ngài hiểu nơi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, cũng như ở trong chất sữa nó sẵn có cái chất lạc, ở trong sữa sẵn có chất lạc, giếng cũng như trong chúng sanh sẵn có Phật tánh. Bởi trong chúng sanh sẵn có Phật tánh nên chúng sanh mới thành Phật. Trong sữa sẵn có chất lạc cho nên sữa mới có thể làm lạc được. Đó, mà nghe Phật bác sữa không có chất lạc thì Ngài nghi tới bao nhiêu lần giải nói ở trước mà Ngài cũng chưa có giải quyết được cái nghi của mình. Đến đây Ngài mới lặp lại cái nghi đó để hỏi Phật. Thế Tôn, tất cả chúng sanh có tánh của Phật tánh như tánh chất lạc trong sữa. Nếu sữa không tánh chất lạc, tại sao Phật nói có hai cái nhân, tánh nhân và duyên nhân? Duyên nhân có hai, ủ và ấm. Hư không vì là không tánh nên không có duyên nhân. Thì như vậy, đó là Ngài lặp lại cái ý đó. Bây giờ Ngài đem cái ý đó ra để yêu cầu Phật giải thích. Phật mới giải thích: Này thiện nam tử, giả sử trong sữa quyết định có tánh chất lạc, cần gì đến duyên nhân? Nếu mà ông nói quyết định có rồi thì cần gì mà phải ủ ấm mới là có thành lạc à. Cho nên thật ra thì từ trước tới giờ Đức Phật mà nhắc tới nhắc lui cho Ngài hiểu đều nhắm vào cái chữ quyết định à. Nhưng quyết định có thì cái đó nhất định nó sẽ thành lạc, cần gì phải có duyên khác, tức là cái duyên nhân làm gì? Ngài cũng còn nghi: Bạch Thế Tôn, vì có tánh nên phải cần duyên nhân. Nên là Ngài nói là vì có tánh cho nên mới cần cái duyên nhân. Vì muốn thấy rõ vậy, có tánh đó và chưa có hiện rõ, nhờ duyên nhân mới thấy rõ. Duyên nhân đó chính là liễu nhân. Như trong nhà tối đã thiếu có những đồ vật, vì muốn thấy rõ nên dùng đèn soi sáng. Nếu muốn không đồ vật thì đèn soi sáng những gì? Dầu cái đống đèn soi không có gì, không thấy gì. Như đất sét, trong đất sét có bình nên cần nhân công, nước, vòng dây, gậy v.v. mà làm liễu nhân. Như hột ni cô đà cần đến nước, đất, nước, ăn mà làm liễu nhân. Trong sữa cũng như vậy, phải nhờ ủ ấm làm liễu nhân. Vì thế nên dầu trước đã có tánh, phải nhờ liễu nhân rồi sau mới được thấy. Do nghĩa này nên quyết định biết trong sữa có đã trước đó tánh chất lạc, của chất lạc quyết định nói hồi rồi cũng quyết định nữa. Lại quyết định mà Phật bác chứ không phải Phật nói không có Phật tánh hay là trong sữa không có lạc. Nhưng mà nếu nó quyết định thì Phật không chịu. Này thiện nam tử, giả sử nếu trong sữa quyết định có tánh chất lạc, tánh chất của lạc, thời tánh này chính là liễu nhân. Nếu đã là liễu nhân lại cần gì phải dùng liễu? Nếu đã quyết định có, đã quyết định có thì nó thuộc về liễu nhân rồi. Cũng như cái đèn soi lên thì thấy được cái sự vật sẵn có. Và nếu đã là liễu nhân thì tất nhiên còn cần liễu chi nữa. Bởi vì nó là tánh nhân cho nên mới cần duyên nhân, cần liễu nhân. Còn nếu nó đã là liễu nhân thì còn cần liễu nhân chứ. Này thiện nam tử, nếu liễu nhân đây tánh nó là liễu, lẽ ra phải thường tự liễu. Nếu chẳng tự liễu thì đâu có thể liễu cái khác. Ở đây quý vị nhớ cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói cái liễu nhân này. Bởi vì như cái ví dụ của hôm qua nói, nghĩa là trong nhà sẵn có đồ đạc nhưng đói, chúng ta không thấy được đồ đạc trong nhà, nhờ đốt ngọn đèn sáng lên, lúc đó chúng ta nhìn thấy những đồ đạc trong nhà. Thì như vậy cái ngọn đèn sáng đó gọi là liễu nhân, để cho mình thấy được đồ đạc. Thì như vậy cái ngọn đèn có nghĩa là soi sáng cho người ta thấy đồ đạc, chứ ngọn đèn không có sanh ra đồ đạc. Thì như vậy ngọn đèn có nghĩa là soi sáng. Và bây giờ nếu nói đồ đạc là lưỡi nhân thì có nghĩa được không? Nếu đồ đạc là lưỡi nhân thì cần gì đốt đèn mới thấy, tại không? Lưỡi nhân thì tự nó sáng lên người ta thấy rồi, nhưng mà bây giờ nó tối ta không thấy, cần phải đốt đèn mới thấy. Thì như vậy đồ đạc mà nói là liễu nhân thì cần, mà phải nói ngọn đèn là liễu nhân, mà đồ đạc đó là chánh nhân, chứ không có nói liễu nhân được. Thành thử ở đây nè, thấy cái chất lạc ở trong sữa đó là liễu nhân, Phật cũng chịu. Cho nên Phật mới nói nếu mà nó là liễu nhân thì nó tự liễu đi, còn cần cái gì khác liễu nó làm chi nữa. Nếu chẳng tự liễu thì đâu thể liễu được cái khác. Nếu nói liễu nhân có hai thì thứ tánh, một là tự liễu, hai là liễu tha. Thời không đúng nghĩa, vì một pháp liễu nhân làm sao lại có hai thứ tánh, một pháp thì đâu có hai thứ được. Nếu có hai thứ tánh thì sữa lẽ ra cũng có hai thứ, tức là vừa là sữa vừa là lạc. Giả sử trong sữa không có hai thứ, tại sao liễu nhân lại riêng có hai tánh? Ngài bạch là thưa con, như người đời nói rằng chúng tôi cộng có 8 người, liễu nhân cũng như vậy, tự liễu và liễu tha, nghĩa là như trong nhóm chúng tôi cộng lại có 8 người. 8 người nghĩa là kể cả tôi và cả mấy người kia, thì như vậy tức là chung lại có 8 người, thì có mình và có người. Như vậy thì tất nhiên trong cái nói 8 người đó có tự và có tha, thấy không? Tức là có cả hai chứ không phải có một. Thì ý ngài muốn nói liễu nhân có hai thứ, cũng như trong 8 người là có mình và có người. Phật mới nói này thiện nam tử, liễu nhân nếu như vậy thời chẳng phải là liễu nhân, vì là số. Nếu mà hiểu vậy trở thành số rồi, có thể đếm sắc của mình, sắc của người nên được nói là 8. Sắc tức là cái thân của mình, thân của người cộng lại thành 8. Mà sắc 8 này tự nó không có liễu tướng, vì không liễu tướng phải nhờ trí tánh mới đếm được tự và tha. Do đây nên liễu nhân chẳng thể tự liễu, cũng chẳng liễu được tha. Cái chỗ này quý vị nghe dễ hiểu là khó. Đó là sắc tánh không có liễu tướng. Tỷ lệ như giờ tôi và quý vị cộng lại là 8 hoặc 10, thì như vậy là ý ngầm là có tôi và có người. Có tôi và có người tức là 2, có tự tha là 2. Mà có 2 thì tất nhiên ý là nói có 2 đó, thì để chứng minh là liễu nhân, nói 8 người đó là nói là liễu nhân. Mà liễu nhân đó thì có tự và tha, tức là có 2 phần. Thì Phật mới chê trách rằng cái đó không được. Bởi vì sao? Như vậy nói 8 người là do cái gì mà nói? Là cái số mà nói. Cái số nó căn cứ đâu mà biết? Tức là căn cứ vào cái thể xác của mỗi người, nhằm vào thể xác mỗi người mà nói. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba tới người thứ 8. Nhưng mà cái gì biết người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba tới người thứ 8? Là trí, phải không? Trí mình phân biệt, thành ra cái trí sai sáng phân biệt đó gọi là liễu nhân. Còn cái những người đó không gọi là liễu nhân được. Đó là Phật cũng bác cái chỗ đó. Cái trí sai sáng đó là liễu nhân. Cũng như cái đèn sai sáng những sự vật ở trong nhà, thì cái đèn đó là liễu nhân. Chứ còn mỗi người đâu có tự sai sáng gì được, thành ra mỗi người đâu gọi là liễu nhân. Đó, cho nên Phật bác cái liễu nhân. Nếu mà ông nói rằng cái liễu nhân đó thì là cái sắc tướng, thì cái sắc tướng nó không có cái tướng liễu, không có liễu tướng. Mà không có liễu tướng thì phải nhờ trí tánh mà đến mới được. Do đó cho nên không thể nói đó là liễu nhân. mà không thể nói đó là liễu nhân, thì cái liễu nhân nó có tự có tha là không được, có hai phần nó là tật. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đã có Phật tánh, cứ gì lại phải tu tập vô lượng công đức? Bởi vì Phật thì nói chúng sanh có Phật tánh, rõ ràng là trong kinh này Phật nói nghe chúng sanh sẵn có Phật tánh, nhưng mà ở đây Phật là bác nói rằng quyết định đã có Phật tánh thì nó là có Phật tánh thì cần gì phải tu tập. Nếu mà cần tu tập thì cái đó đừng dùng chữ quyết định. Nếu nói tu tập là liễu nhân thời đã đồng hư hoại, đã đồng hư hoại như chất lạ. Nói rằng cái tu tập là liễu nhân thì nó đồng hư hoại như chất lạ, tức là như cái chất lạc mà đoạn trước đã nói. Nếu nói trong nhân quyết định có quả, thời giới định huệ lẽ ra không tăng trưởng, đây nói rằng nếu trong nhân quyết định có quả thì giới định huệ không thể tăng trưởng. Tại sao vậy? Giải thích: nhưng người đời trước kia không giới, không định, không huệ. Định không đó là tôi thêm thì rõ, không giới, không định, không huệ. Bởi theo thầy, theo sư trưởng, học tập lần lần được có giới, có định, có huệ. Nếu cho rằng sư trưởng dạy dỗ là liễu nhân, chính lúc dạy dỗ thì chưa có giới, có định, có huệ. Nếu là liễu đó, lẽ ra là liễu thứ chưa có, sao lại gọi rằng liễu giới? Định huệ làm cho được tăng trưởng. Cái chỗ này nghe nó hơi khó hiểu, hình như có thiếu một chữ. Nếu là liễu đó, lẽ ra là liễu thứ gì chưa có hay đã có. Đúng ra thì theo cái thường thì phải liễu cái đã có chứ, phải không? Chứ không phải liễu cái chưa có. Nếu là liễu thì phải liễu cái đã có. Tại sao gọi là liễu giới, liễu định, liễu huệ? Vì giới định huệ chưa có mà liễu làm cho nó được tăng trưởng. Thì phải rồi, ở đây là Đức Phật Ngài muốn dùng cái lý này. Ngài nói rằng nếu nói ông thầy là liễu nhân thì lẽ ra trước cái người đệ tử họ đã có định, có giới, có định, có huệ rồi, thì tới ông thầy ông nói liễu cho, thì cái người đệ tử đó liền có đầy đủ giới định huệ. Nhưng mà trước kia người đệ tử chưa có giới, chưa có định, chưa có huệ, mà nhân ông thầy rồi mới có giới, có định, có huệ. Thì như vậy cái liễu nhân mà mình chấp là ông thầy là liễu nhân đó là liễu cái chưa có, phải không? Là hiểu cái chưa có rồi, mà đã nói hiểu cái chưa có, tại sao rồi nói rằng giới định huệ được tăng trưởng? Thì cái chưa có mà liễu thì chỉ làm cái gì chưa có mà làm cho nó có thôi, chứ đâu có nói rằng làm cho nó lớn thêm đó. Thì như vậy cho nên ở đây Đức Phật Ngài mới nói rằng sao gọi rằng liễu giới định huệ làm cho được tăng trưởng. Đó là ý Đức Phật, là chỉ cho thấy như vậy cái giới định và huệ trước không có, nhân thầy mới phát triển mới có, mà ông thầy phát triển có. Thì nếu mình nói rằng ông thầy là liễu nhân thì lẽ ra cái liễu nhân là liễu cái chưa có, bởi vì giới định huệ trước chưa có, mà bây giờ liễu là cái liễu đó lẽ ra liễu thứ chưa có. Mà đã là liễu thứ chưa có, tại sao lại nói rằng liễu giới định huệ làm cho được tăng trưởng? Đó là lời Đức Phật Ngài gạn lại. Thì ở đây Ngài Bồ Tát Sư Tử Ngài thưa: Thế Tôn, nếu liễu nhân là không, sao lại được gọi là có sữa, có lạc? Ngài cũng ngờ, nên nếu mà cái liễu nhân nó là không thì tại sao lại có sữa và lạc? Phật mới trả lời: và tôi giải thích về cái vấn đáp. Thì ở đây nó sự giải thích đó nó khác như chỗ khác. Ở chỗ khác khi giải thích về vấn đáp nó có nhiều, có 4-5 thứ. Ở đây Đức Phật nói có mấy thứ. Sự đáp nạn thế gian có 3. Một là chuyển đáp, như trước kia nói cớ gì gọi là giới, cớ gì gọi là giới, đó là cái nói chuyển đáp. Do vì chẳng ăn năn nhẫn đến vì đặng đại niết bàn, đó gọi là chuyển đáp. Ở thế nào là giới thì mình liền chuyển đáp, tức là dẫn những lý do. Thì tại sao gọi là giới? Là vì giới là một cái phương pháp làm cho người ta không khỏi ăn năn, cho tới nhờ khỏi ăn năn rồi được cái gì nữa, từ không ăn năn đó rồi lần lần được cho tới được giải thoát, rồi cho tới nhờ giải thoát được niết bàn đó. Rồi đó gọi là chuyển đáp, từ cái này chuyển vào cái kia, cái chuyển vào cái nọ, dẫn từ lên thì gọi đó là chuyển đáp. Nói rằng do nơi giữ giới mà người ta khỏi ăn năn, do khỏi ăn năn cho nên tâm được định nhân dân đó. Thì như vậy đó mà đi lần lần tới giải thoát thì tất nhiên cái chuyển lần lần lên thì gọi đó là chuyển đáp. Hai là nín lặng đáp, như có phạm chí đến hỏi ta rằng ngã là thường ư, lúc đó ta nín lặng. Nghĩa là hỏi cái câu hỏi nó trở thành vô lý, đáp không có lợi gì cho cái người hỏi. Đức Phật im lặng. Im lặng đó có nghĩa là đáp. Tại sao im lặng mà có nghĩa là đáp? Bởi vì khi người ta chấp ngã là thường thì mình nói phá họ, thì mình nói là vô thường. Thì khi chấp ngã là thường mà phá họ nói vô thường, thì khi họ hoặc là chấp thường hoặc là vô thường, hoặc vô thường thì tức là đoạn diệt. Thì như vậy hoặc là chấp thường hoặc chấp đoạn, hai cái đều là bệnh hết. Cho nên hỏi như vậy, người hỏi chấp nặng nề như vậy, hoặc chấp thường hoặc chấp đoạn, Đức Phật không trả lời. Không trả lời là để chi? Để thấy rằng nếu mình là người thông minh sáng suốt, cái im lặng của Phật đó là mình phải nhận ra cái ý cái câu hỏi mình là vô lý, là sai lạc, thì đó là Phật đã cải chính cho mình. Còn nếu mà Phật đáp ra thì tất nhiên để thêm cái lòng cho họ. Phật nói ngã là thường thì thêm tăng trưởng cái chất thường cho họ, nói ngã là vô thường họ cỡ qua, họ cho ngã là đoạn diệt. Thì như vậy hai cái đều là bệnh, cho nên ở đây Đức Phật không đáp. Ba là nghi đáp. Nghi đáp như ở trong kinh đây nói, nếu lưỡi nhân có 2 tấm, cớ gì trong sữa chẳng được có 2 thứ. Đó, nghi đáp, đáp mà đặt một nghi vấn chứ không có trả lời dứt khoát. Ví dụ nói rằng nếu ông cho rằng lưỡi nhân có 2 tấm thì tại sao trong sữa nó không có 2 thứ vừa lạc vừa tốt, vừa lạc vừa sữa đó, thì chỉ nói vậy thôi mà không có giải thích thì gọi là nghi đáp, đặt lại câu hỏi. Nghĩa là cái này nó không có lý thì cái kia tự nhiên nó cũng là vô lý luôn, nhưng mà đặt câu hỏi lại để họ tìm, họ thấy cái đó là vô lý thì tự nhiên họ hiểu cái nói của họ là sai. Thì thiện nam tử nay ta chuyển đó như người đời nói rằng có sữa có lạc, vì quyết định được nên được gọi rằng có sữa có lạc. Phật tánh cũng như vậy, có chúng sanh có Phật tánh, do vì sẽ được thay. Thì đây là cái lối Đức Phật chuyển đáp. Chuyển đáp là trước Phật nói như cái chuyện người đời. Người đời họ có sữa thì họ nấu mà đun sẽ thành chất lạc, bởi có sữa cho nên họ nấu đun thành chất lạc. Thì ở đây Đức Phật nói chúng sanh có Phật tánh, cho nên sự tu hành liền được thấy Phật tánh. Do vậy mà Phật nói chúng sanh có Phật tánh. Đó, thì như vậy đó gọi là chuyển đáp đó. Có chúng sanh có Phật tánh, do gì sẽ được thấy. Đây thì Ngài không chịu. Và Thế Tôn như lời Phật vừa nói không được đúng nghĩa. Không đúng khỉa, tại sao không đúng? Quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, thế nào gọi là có? Ngài dẫn ý Phật giả cho khác. Quá khứ lúc khánh đắc, vị lai lúc khánh đắc, tại sao Phật nói là có được? Nếu cho rằng sẽ có mà gọi là có đó thì không đúng. Như người đời thấy không có, không con cái bèn nói không con. Tất cả chúng sanh không có Phật tánh, tại sao nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Cái là thấy không con, đừng nói là người đó không con. Bây giờ mình không thấy Phật tánh thì nói không Phật tánh, thì tại sao Phật lại nói bây giờ không thấy mà Phật nói là có? Đó, thì đó là Ngài vẽ lại. Thành ra Ngài có khi Ngài đứng vào một bên này, Ngài bác, có khi Ngài đứng vào bên kia. Như trước thì Ngài không quyết định có Phật tánh. Bây giờ bị Phật bác cái quyết định có đó rồi, Ngài tới lại Ngài nói không. Nó như vậy là không, bởi vì nghĩa là tại vì học giờ không thấy thì tức nó là không. Ví dụ người không con, chưa có con, nó là không con. Phật mới giải thích này chuyện năm tử, quá khứ gọi rằng có, ví như cần quyết mộng, mọc lên thời họ hư mất, từ mộng lên cây nhánh lá, nhẫn đến cái trái, lúc trái chín vàng có vị ngọt. Ngày thiện năm tuổi, vị ngọt này đều không từ nơi hột, mọng, cây, nhánh, bông vân vân. Lúc trái chín thời sanh vị ngọt này trước không nay có, giờ trước không nay có, mà chẳng phải là chẳng do nơi hột lúc trước. Thế nên hột lúc trước dầu đã quá khứ nhưng được gọi là có, do nghĩa này nên quá khứ gọi rằng có. Thì như vậy là thấy Đức Phật Ngài nói quá khứ có, rồi tới đó Đức Phật nói quá khứ không có. Chính cái học kinh mà nếu quý vị không có khéo thì học một lúc là đầu óc rối loạn. Không biết như vậy Phật nói cái nào là chân lý. Như chỗ Phật nó quá khứ có thể đắc, vị lai có thể đắc, hiện tại có thể đắc, thì ở đây thì như vậy được quá khứ đắc, vị lai đắc. Như vậy thì sao? Thì ở đây tôi xin nhắc lại Phật thuyết pháp cũng như ông thầy thuốc mà trị bệnh cho kẻ bệnh vậy. Nếu mà được người bệnh đang chơi nóng thì ông thầy thuốc phải cho thuốc cho nó dịu cơn nóng suốt, tức là dùng thuốc mát để mà cho nó dịu cơn nóng. Nếu mà họ xuống cơn nóng rồi, bệnh xuống cơn nóng rồi, họ chuyển qua lạnh thì ông thầy thuốc phải cho. Có y như trước mà cho được không? Ông thầy thuốc cũng phải chuyển đầy cái lạnh thuốc mát mà chuyển qua cho thuốc ấm lại. Thì như vậy là kêu rằng tùy bệnh mà cho thuốc, gọi là tùy bệnh dưới dược đó, là tùy theo bệnh mà cho thuốc. Cái bệnh nó chuyển như thế nào thì mình phải cho thuốc thế ấy. Thì có thể trước cho thuốc nóng mà sau phải cho thuốc mát, có khi trước cho thuốc mát mà sau phải cho thuốc nóng. Nhưng mà cái thuốc đó nó rất có giá trị đối với cái người bệnh. Nếu bệnh họ chuyển, ông thầy thuốc phải theo bệnh mà cho. Nhưng mà nó không có giá trị với cái người nào mà không biết bệnh, rồi cứ như nó là phải uống thuốc này uống thuốc kia, mà nếu không uống biết bệnh mà uống vô thì tự nhiên tai họa. Thì đây cũng vậy, Đức Phật nhằm thẳng vào cái chỗ chấp của cái người đương cơ. Người đương cơ đương chấp nặng về cái gì Đức Phật theo đó mà Ngài phá. Mà trong khi phá chấp đó, mình đừng chấp là chân lý, mà mình nên hiểu rằng cái đó là cái phương tiện phá chấp. Mà phương tiện phá chấp đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó thuộc về quyền chứ không phải là thật. Nhớ vậy, trong kinh nó kia là quyền thật đó, thì phương tiện phá chấp đó thuộc về quyền. Nhưng mà cái quyền đó để cốt Đức Phật đưa tới cái gì, cũng như bao nhiêu cái đoạn mà phá chấp trước cốt Đức Phật đưa tới cái gì, tức là bao nhiêu cái lý luận với Ngài Sư Tử Hống cốt là đức Phật, phá cái chết quyết định có Phật tánh. Nhưng mà như vậy để đưa tới rằng chúng sanh có Phật tánh là chánh nhân mà phải tu hành nó mới hiển lộ, tức là phải nhờ duyên nhân, phải không? Có chánh nhân là Phật tánh nhưng phải tu hành, tức là phải có đầy đủ duyên nhân thì Phật tánh nó hiển lộ. Còn nếu chỉ chấp có chánh nhân là cứu cứu không cần duyên nhân thì không bao giờ hiển lộ được, cho nên Phật coi như là không. Nếu chấp như vậy Phật nói là không có. Đó. Thì như vậy để mình hiểu lẽ thịt của Phật muốn dạy là cốt chỉ dạy cho mình biết rằng mọi chúng sanh có Phật tánh, nhưng nếu không có sự tu hành thì Phật tánh không bao giờ hiển lộ. Đó là cái yếu điểm Đức Phật muốn chỉ, chỗ đó gọi là thật. Mà còn bao nhiêu cái lý luận quanh co kia đó là quyền, phương tiện, hóa chất để đưa tới cái lý thật đó. Thì đây cũng vậy, Đức Phật muốn bác những cái gì mà của Ngài Sư Tử Hống ở đây, để rồi cái kết luận Đức Phật sẽ đưa ra cho quý vị thấy một cái câu thật, để mà cái chót mới thấy được. Bây giờ trở lại cái thí dụ của Đức Phật bác, vì Ngài Sư Tử Hống cho rằng quá khứ không có, thì ở đây Đức Phật cũng như ví dụ, cũng như từ cái hạt cam mình ươm lên cây cam, rồi có cành lá cam, rồi tới bông trái cam. Cái mà nó chín có vị ngọt, mình ăn mình biết được cái vị ngọt ngon của cam, thì lúc đó mình có tin quả quyết rằng cái trái cam mình hiện ăn đây là do bởi hột cam trước kia hay không? Tin có không? Thì như là không ai chối cãi được rằng trái cam hiện ăn đây là bởi hột cam trước kia người ta trồng ươm, nó mới lên thành cây cam mình mới có trái ăn đây. Thì như vậy cái hột cam trước kia là có, chứ làm sao nó không được, tại không? Đó, tức là mình truy nguyên về quá khứ thì biết rằng quá khứ có hột cam. Nhưng mà nếu nói ngay cho hiện tại, trong khi hiện tại mình ăn cái quả cam đó, thì lúc đó hột cam còn hay không? Cái hột cam của quá khứ còn hay không? Không còn. Thì như vậy cho nên cũng có thể nói không có hột cam. Nếu mình ngay trong cái hiện tại này thì cái hột cam quá khứ đã biến loại rồi. Nhưng mà nếu mình truy nguyên về cái dòng nghiệp của nó thì biết nó là có. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái hột cam rồi cho tới thành trái cam, có thể nói có mà cũng có thể nói không. Nếu nói không là khi mà ăn trái cam thì cái hạt cam xưa kia đã không còn. Nhưng mà xét về cái nguồn của nó thì trái cam này có là bởi hậu cam của thở xưa, cho nên trái cam này có thì cái hậu cam thở xưa cũng phải có. Đó là cái truy nguyên. Cho nên đứng về mặt sinh diệt vô thường mà nói thì nói hậu cam không có thì nó đã biến loại. Nhưng mà đứng về cái dòng nghiệp nối tiếp liên tục thì mình biết là hậu cam kia vẫn là có. Vì vậy cho nên nói có đây là nói về cái dòng nghiệp liên tục, còn nói không kia là nói thẳng vào cái chỗ sinh diệt không thật. Thế nào gọi rằng vị lai là có? Ví như có người gieo trồng cây mè, có kẻ hỏi cớ gì trồng thế này, đáp rằng vì muốn có giàu. Nói cho dễ hiểu, vì muốn có giàu. Vì muốn có giàu cho nên trồng cây này. Thì như vậy hiện đó có giàu chưa? Thiệt ra hiện thời chưa có giàu. Khi cái mè đã già, lấy hột hấp trôi, giả ép rồi, sao mới có giàu chảy ra? Nó biết rằng người này trả lời như vậy chẳng phải là hy vọng. Do nghĩa này nên gọi rằng vị lai có. Thành ra vị lai có là xét cái hiện tại để biết vị lai, mà nói là vị lai có, chứ thực thể vị lai hiện nó có chưa? Chưa có, cho nên vị lai cũng có thể nói là không. Nếu mà nói cái thực thể hiện, khi mà mình ngay hiện tại này thì vị lai làm gì có đó. Nhưng mà xét về cái lý do để rồi nó sanh tưởng ngày mai thì có thể nói ngày mai có. Thì chính cái nói quá khứ có, vị lai có, hiện tại có đều là căn cứ trên cái gì? Đều là căn cứ trên lý nhân quả hết. Cho nên căn cứ trên lý nhân quả thì ba thời hữu, ba thời đều có. Thì từ cái nhân mình xét cái quả, cũng như từ cái quả mình suy được cái nhân, phải không? Thì mình thấy ba thời là có đó. Đó, thành ra nói ba thời là có là căn cứ vào lý nhân quả. Quý vị nhớ, căn cứ vào lý nhân quả thì nói ba thời có, nhưng mà căn cứ vào cái gì nói ba thời không? Ai biết căn cứ vào cái gì nói ba thời không? Cái gì? Thành thử là nó gần có một bên nè. Nếu nói nhân quả thì ba thời hữu, mà nói nhân duyên là ba thời vô. Nó mới lạ lùng gì hết. Nếu nói là nhân duyên thì ba thời không. Tại sao cười vậy? Vì nhân quả là căn cứ trên thời gian mà lập. Quý vị nhớ, nhân quả là căn cứ trên thời gian mà lập. Bởi cái nhân quá khứ cho nên có cái quả hiện tại, bởi cái nhân hiện tại cho nên có cái quả vị lai, thì gọi đó là căn cứ trên nhân quả mà thời gian mà lập. Còn nhân duyên á thì đứng về mặt không gian mà lập. Không gian mà lập tức là cái này cái kia hợp lại thành, hợp lại thành, mà cái này kia hợp lại thành cho nên không có tự tánh, và cái này kia không có tự tánh thì quá khứ vị lai cũng không có tự tánh, cho nên là không. Còn đó, khi mà nói tới nhân duyên tức là căn cứ vào không gian. Không gian, sự vật hợp trong không gian. Ví dụ tôi nói cái nhà này là do các đồ vật, gạch nè, xi măng nè, cát nè, tôn nè, vân vân hợp lại thành cái nhà. Thì như vậy cái nhà không thiệt do nhân duyên hợp, cái nhà không thiệt. Mà nhân duyên hợp thì những cái dụng cụ mà làm thành cái nhà này chính bản thân nó cũng là nhân duyên hợp. Thì như vậy cái nhà cũng không thể có, rồi gạch đá ngói xi măng cũng không thể có đó. Vì nhân duyên hợp thì không thể có, mà không thể có cái nhà, không thể có vật liệu, không thể có thì quá khứ vị lai cũng không thể có. Vì vậy cho nên căn cứ trên lý nhân duyên thì thấy tất cả pháp không thật có đó. Mà kinh, những loại kinh mà thuộc Bát Nhã thì đều nói về lý nhân duyên, cho nên mới nói rằng quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, duyên nhân đều là căn cứ nhân duyên mà nói. Thành thử là quý vị khi mà nào mà nghe nói rằng quá khứ có, vị lai có thì mình biết đó là đứng về lý nhân quả thời gian mà nói. Còn khi nào nói tất cả không có một pháp nào thực hết thì đó là đứng về lý nhân duyên mà nói. Vì nhân duyên thì các pháp giả hợp không thật có, mà giả hợp thì hiện các pháp đang có còn không thật, cũng nghĩa là quá khứ vị lai làm sao thật. Chỉ là do tưởng tượng con người, mà tưởng tượng con người thì đó cũng là không thật nữa, tưởng là vọng cho nên không thật. Thì như vậy là cái lý lẽ ở trong nhà Phật. Mình nắm được những cái then chốt đó rồi thì khi mình đọc kinh nhà Phật mình không có lấy lặp lạ nữa. Khi Phật đứng vào cái thuyết gì Phật nói thì mình biết đó là Phật nhắm vào nhân quả, hay là nhắm vào nhân duyên, nhắm vào thời gian, hay nhắm vào không gian. Mình biết rõ rồi thì không còn có gì ngờ vực. Thế ra thời chưa có giàu, khi cái mè đã già lấy hột hấp sôi giả ép rồi sao mới có dầu chảy ra, nên biết rằng người này trả lời như vậy chẳng phải là hy vọng, do nghĩa này nên gọi rằng vị lai có. Như vậy là quá khứ vị lai có, tức như hiện tại cũng phải có. lại thế nào gọi là quá khứ có ư? Cái trường học thứ nhất là Phật giải quá khứ có rồi, nhưng bây giờ Phật giải thêm một lớp nữa, lớp thứ nhất là vượt qua lớp thứ hai. Dưới như đó người lén mắng nhà vua trải qua nhiều năm, lúc vua nghe được đòi đến hỏi cớ sao mắng ta. Tâu đại vương, tôi chẳng mắng, vì người mắng đó đã mất. Vua bảo kẻ mắng cùng thân ta, cả hai đều còn, tại sao lại nói là mất? Người kia không trả lời được nên phải bị tội chết. Thì chính cái này nó ảnh hưởng tới cái lý nhân quả của nhà Phật. Lý nhân quả nghiệp báo. Cũng như mình hồi mấy năm vừa trước mình làm tội lỗi, năm 10 năm 20 năm thì mình quên mất đi. Thường tưởng như cái tội lỗi nó hết rồi chứ, phải không? Thì giờ giả sử có khi nào người mà mình bị mình hành phạt, bị mình làm họ khổ đó, họ gặp lại mình, nó hỏi ông hồi trước ông làm khổ tôi phải không? Cái mình nói tôi quên mất rồi, không biết gì hết. Nhưng mà mình thì mình quên, chứ là còn cái người mà bị mình làm khổ họ đâu có quên. Thì họ liền nói ông hồi đó ông chửi tôi sao, ông mắng tôi sao, ông đánh đập tôi sao, bây giờ họ đè cổ mình, họ đánh đập lại. Thì lúc đó tuy là mình không có nhớ cái việc làm năm trước mà cái quả mình vẫn chịu như thường, phải không? Nó là gì trước có gây thì nó phải chịu, cho nên không thể chối lại hồi trước thôi. Tôi làm quên mất rồi rồi không có chịu tội rồi, không có. Tức là trước làm thì bây giờ vẫn có. Đó là đúng về cái nhân quả nghiệp báo đó. Cho nên đây Đức Phật nói hồi xưa mình mắng vua rồi tới giờ thì hỏi giờ tôi người hồi trước đã mất rồi, giờ người bây giờ không phải người hồi xưa nữa. Nhưng mà giờ vua nói ông còn đây, ta còn đây, làm sao không phải được? Ông bắt ông chịu tội đó. Này thiện nam tử, hai tấm ấy thiệt không mà quả báo chẳng mất, đây gọi là quá khứ có. Quá khứ có thế nào gọi là vị lai có? Như có người đến nhà thợ gốm hỏi có bình không, đáp rằng có. Thiệt ra thợ gốm này chưa có bình, vì có đất sét nên đáp rằng có bình. Phải biết rằng thợ gốm này chẳng phải vọng ngữ, trong sữa có chất lạc, chẳng chúng sanh có Phật tánh cũng như vậy đó. Ở đây là cái chỗ thật mà thật muốn nói cho mình biết đó. Trong sữa có chất lạc, chúng sanh có Phật tánh cũng như vậy. Muốn thấy Phật tánh phải nên quan sát thời tiết hình sắc. Do đây nên ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chẳng thiện chẳng hư vọng. Quan sát thời tiết là sao? Tức là tuy nhiên hiện giờ Đức Phật nói chúng ta có Phật tánh, nhưng mà ai có thấy đâu, phải không? Hiện giờ là chúng ta không thấy, nhưng mà Phật nói là chúng ta có Phật tánh. Nếu chúng ta y cứ theo cái phương pháp tu hành của Phật dạy, lấy đó làm phương tiện tu tiến tu, thì một thời gian công duyên quả mãn rồi, tức là tới hàng Bồ Tát Phật trụ, lúc đó chúng ta thấy Phật tánh. Thì như vậy là cái thời tiết nó đến, thì lúc đó chúng ta thấy. Thời tiết đến không phải như không nó đến, ngồi đất giờ nó đến, là chính cái công phu chúng ta tu hành đầy đủ. Đến một cái lúc nào đó nó đầy đủ viên mãn thì lúc đó gọi là Phật tánh thiện. Và Phật tánh thiện lúc đó chúng ta thấy. Thì như vậy Đức Phật nói chúng ta có Phật tánh đâu có phải là dối. Nhưng mà nếu chúng ta nghe Phật nó có Phật tánh là mình quá biết là mình có Phật tánh, không cần tu cũng thành Phật, thì cái đó là chúng ta làm thì không bao giờ chúng ta thấy được hết. Thì như vậy lời mà nói là quyết định mình có Phật tánh không cần tu mà được, thì Đức Phật phải nói sao? Nói các ông không có Phật tánh. Vậy đó. Rồi nói các ông không có Phật tánh là cũng đâu phải là sai. Thế nhưng không tu thì ngàn đời không thấy Phật tánh. Thì như vậy người mà ý lại là mình có Phật tánh không cần tu cũng được, thì Đức Phật sẽ nói với mình rằng ông không có Phật tánh. Còn người không tin là mình tu thành Phật thì Phật nói ông có Phật tánh. Nếu ông y theo cái pháp này ông tu, ông nỗ lực ông tu thì ông sẽ được. Tới cái thời tiết nhân duyên đủ thì ông sẽ được. Cho nên thường thường trong truyền tâm cũng hay nói rằng như là thời tiết nhân duyên á, tuy nhiên mình biết mình có tập tánh, mình nỗ lực mình tu, nhưng nhiều khi mình tu mà chưa tới cái lúc mà nó viên mãn thì cũng chưa có hiện được, mà lạc đại lúc nào thời tiết nó chín mùi rồi lúc đó mới hiện. Cho nên nó lại đợi phải quan sát thời tiết hình sắc. Thì như vậy Đức Phật nói chúng sanh có Phật tánh cũng không phải là hư vọng, mà nó không có Phật tánh cũng không phải là hư vọng. Nếu trường hợp mình có cố định như đoạn trước, ngài Sư Tử Hống là nói là quyết định có Phật tánh cũng như là trong sửa quyết định có chức lạc, thì Đức Phật nói là không có. Còn nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa là Phật tánh, nếu mình không tu thì không có, không hiện, thì Đức Phật nói mình không Phật tánh, ráng mình tu thì rồi sẽ thấy. Đến đây thì Bồ Tát Sư Tử Hống ngài nghe Phật nói như vậy, ngài nói như vậy thì chúng sanh không có Phật tánh sao? Mà nếu chúng sanh không có Phật tánh thì làm sao mà thành được cứu tưởng Bồ Đề? Bởi vì Phật nói là không trong sữa không có chức lạc, thì cũng như trong chúng sanh không có Phật tánh. Đó, thì ngài mới đâm ra cái nghi này. Thì Đức Phật trả lời do chánh nhân anh khiến chúng sanh được vô thượng Bồ Đề, vì là chánh nhân chính là Phật tánh. Thì như vậy Đức Phật đâu có từ chối rằng nó không có Phật tánh, nó đều chỉ chấp nhận rằng Phật tánh là chánh nhân. Mà muốn hiển lộ được Phật tánh đó thì cần phải có duyên nhân. Chứ còn nếu mà nói mình quyết định có Phật tánh rồi sẽ thành Phật thì cái đó không được. Bạch Thế Tôn, nếu hột Ni Câu Đà không có cây Ni Câu Đà, tại sao gọi là hột Ni Câu Đà mà chẳng gọi là hột Khiêu Đà Lá? Cũng như mình nói theo Việt Nam mình cho dễ hiểu, nói là hột cam nhất định không có cây cam, thì tại sao mà không nói à? Hột ổi, tại sao không nói là hột ổi? Nếu hột cam không có cây cam thì có hột ổi cũng không có cây cam, thì lại hột ổi cũng gọi là hột cam. Hột cam cũng được gọi là hột ổi, vì hột cam không có thể là cây cam, không có cây cam, thì hột ổi cũng không có cây cam, phải không? Cho nên hột cam cũng có thể gọi là hột ổi. Tại vì ngài cố định hàng trong hột Ni Câu Đà có hay Ni Câu Đà, tại ngài cố định như vậy cho nên Phật mới không chấp nhận cái điều đó. Cũng như nói là trong chúng sanh có Phật tánh, quả quyết có sẵn Phật tánh, quyết định có. Cũng như trong những hột Ni Câu Đà quyết định có cây Ni Câu Đà, Phật không chịu cái đó. Ngài giải thích theo Bạch Thế Tôn, như họ Cù Đàm chẳng được gọi là họ A Kỳ Gia, họ A Kỳ Gia là chẳng được gọi là họ Cù Đàm, họ Ni Câu Đà chẳng được gọi là họ Khư Đà La, còn họ Khư Đà La cũng chẳng được gọi là họ Ni Câu Đà. Cũng như Đức Thế Tôn chẳng được bỏ lìa họ Cù Đàm, Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Do nghĩa này nên biết rằng chúng sanh đều có Phật tánh. Đều có Phật tánh. Phật bảo này thì năm tử, nếu nói rằng trong hột có cây Ni Câu Đà thời không đúng. Nếu trong đó có cái trong hột đã có cây thì cái điều đó không đúng. Vì nếu là có cớ sao chẳng thấy? Nếu là trong hột Ni Câu Đà có cây Ni Câu Đà thì lẽ ra mình phải thấy chứ, mà không thấy thì tất nhiên nó là không có, thấy không? Đó, thì giờ Đức Phật ngài mới dẫn cái chuyện mà thấy này thì nó tự như những vật trong đời, vì có nhân duyên cho nên chẳng thấy được. Những nhân duyên gì? Ở xa chẳng thấy được, như dấu chim bay giữa hư không. Đó là theo cái Ấn Độ, họ nói rằng cái không thấy được nó có 8 cái nhân duyên mà mình không thấy. Một là ở xa không thấy, ví dụ như chim bay ở ngoài hư không mà xa tít, mình không thấy cái dấu vết nó đâu hết. Đó, gọi là ở xa không thấy. Vì gần nên chẳng thấy được, như lông nheo rớt vào con mắt. Lông nheo rớt con mắt thì con mắt là thấy, và nó nằm trong con mắt mình là không thấy lông nheo. Thì như vậy là biết rằng gần quá nó không thấy, xa quá cũng không thấy, mà gần quá cũng không thấy. Vì hư hoại nên chẳng thấy. Như ngũ căn đã hư, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi mình mà bị hư hoại thì không biết, không thấy. Vì loạn tưởng nên chẳng thấy. Như tâm chẳng chuyên nhất. Ví dụ như mình dòm xuống dưới chợ mà tâm mình nó bông lung ở đâu á, là có người hỏi chứ không thấy cái xe chạy dưới không, nó không thấy. Không thấy là tại sao? Bởi vì mình không có chú ý chở chiếc xe mà thấy, thành ra không có chú ý cho nên không thấy. Cái người nào có chú ý thì người ta thấy. Vì nhỏ nên chẳng thấy. Như ly cành. Vì bị cha nên chẳng thấy. Như tinh tú bị mây phủ. Vì nhiều nên chẳng thấy. Như hột mè trên đống lúa. Như đống lúa nhiều quá có hột mè nó thiếu nên mình không thấy. Vì tương tự nên chẳng thấy. Như hột đậu trong đống đậu. Cây ni câu đà chẳng đồng tám thứ nhân duyên như vậy. Nếu có là có, nếu nói là có, tại sao chẳng thấy? Nếu ông nói trong hộp ni câu đà có cây ni câu đà thì như vậy nếu nói là có thì tất nhiên ông phải dòm trong đó ông thấy chứ. Thì nó không phải là nhỏ, nó không phải là xa, nó không phải là gần vân vân. Thì lẽ ra ông thấy, tại sao ông thấy? Nếu cho rằng vì nhỏ bị che nên chẳng thấy thì không đúng, vì tướng cây này nó to lắm, nó to lắm. Nếu cho rằng thánh như thế, thời thấy, thời thế nào lại thành cái to, cái lớn. Nếu cho rằng bị che ngang thì lẽ ra luôn luôn chẳng được thấy. Cây trước kia không có tướng thô to, nay thì thấy cây to, nên biết rằng tướng to này vốn không có tánh. Trước kia không có tánh, thấy, nay thời thấy được, nên biết rằng sự thấy này cũng vốn không có tánh. Hột cũng như vậy, trước không có cây, nay thì có đó. Như thế có lỗi gì? Trước không mà bây giờ có, đâu có lỗi gì. Nếu như trước không thấy bây giờ thấy. Trước trong hột ni câu đà không thấy ni câu đà, bây giờ ương nó lên cây ni câu đà mình thấy cây ni câu đà. Thì trước không thấy bây giờ thấy, thì cũng như nó trước không tánh bây giờ hiển ra, thì có lỗi gì đâu. Cho nên nó là như thế. Trước không có cây, nay thì có đó. Như thế có lỗi gì? Thì Ngài Bạch Ta Thế Tôn như lời Phật nói có hai thứ nhân: chánh nhân và liễu nhân. Hột ni câu đà do đất nước phân làm liễu nhân, khiến nhỏ được thành to. Phật mới nói: này thiện nam tử, nếu trước đã có thì cần gì đến liễu nhân? Nói là trong hộp đã có cây đó rồi, liễu nhân chi nữa. Nếu trong hộp ni câu đà vốn không có tướng to, do liễu nhân và sanh to, cớ sao chẳng sanh cây khư đà la? Vì rằng hai thứ đều là không cả. Nếu là có thì tất nhiên không cần liễu nhân, mà nếu là không thì liễu nhân sanh được cái gì? Này thiện nam tử, nếu như nhỏ chẳng thấy được thời lẽ ra to có thể thấy. Như một quy trần thời chẳng thấy được, nhiều quy trần hòa hợp thời thấy được. Trong hộp lẽ ra cũng như vậy, to thời có thể thấy, vì trong đó đã có ngọn cây đông trái. Trong mỗi trái có vô lượng hộp, trong mỗi hộp có vô lượng cây, cho nên gọi là thô. Vì là thô nên lẽ ra có thể thấy. Đó là Đức Phật muốn giải thích. Trong biết là ông nói quyết định trong hộp ni câu đà có cây ni câu đà, mà cây ni câu đà thì nó phải to chứ nó có nhỏ. Thì như vậy lẽ ra nhìn trong hộp mình thấy cây rồi. Nếu hộp ni câu đà có tấm cây ni câu đà mà mọc lên cây, con mắt thấy hộp ni câu đà lửa đốt cháy, thì lẽ ra tấm đốt cháy này cũng là đã có trước. Mấy cái này là lối trình lý luận pháp chấp, chứ mình đừng có nói đây là chân lý. Nhớ vậy là lý luận pháp chấp, nó phương tiện pháp chấp. Thì Đức Phật nói rằng ông nói học ni câu đà có tánh ni câu đà, cho nên nó mới mọc lên cây ni câu đà. Tập học ni câu đà có tánh ni câu đà, cho nên mới mọc lên cây ni câu đà. Rồi giờ ta đem cái học ni câu đà này người ta đốt, lửa nó cháy thì lửa đó trước nó có ở trong học Ni Cô Đà hay không? Nếu không có sao giờ nó cháy. Cũng như trước cái cây trước nó có rồi bây giờ nó mới thành ra cây, có sẵn trong họ bây giờ nó thành ra cây, cho nên ương nó lên cây. Thì cái hột Ni Cô Đà hỏi chỗ lửa nó cháy, thì cũng như trong đó nếu không có lửa thì làm sao nó cháy? Nghĩa là trước nó có rồi sau nó mới sanh ra. Thì vậy bây giờ thấy cái hột đó bị lửa cháy, hiện bị lửa cháy thì cũng phải nói trước nó có bây giờ mới bị cháy. Vậy trong hột trước có lửa bây giờ mới bị cháy, đây là Đức Phật nói trước có rồi sau mới sanh. Nếu trước có sau mới sanh, tại sao sanh mình mới thấy? Thì như vậy sau khi mình thấy thì cứ làm trước kia nó đã có. Sau khi mình thấy cây Ni Cô Đà, biết trước kia nó đặt cây Ni Cô Đà đã có trong hộp, thì bây giờ hiện giờ mình thấy lửa cháy hộp Ni Cô Đà thì phải nói sao? Thì trước cũng có lửa trong hộp Ni Cô Đà, thấy cũng như bây giờ mình thấy cây Ni Cô Đà thì biết trước ở trong hộp Ni Cô Đà đã có cây Ni Cô Đà, thì bây giờ lửa cháy hộp đó thì cũng biết lửa đã có ở trong cái hộp đó. Đó, cái lý luận này là Phật muốn dùng. Bởi vì ông nói là trước bởi có cái Ni Cô Đà bây giờ ương nó mới lên cái Ni Cô Đà. Tại vì không? Bởi trước có bây giờ ương mới lên. Đó, với cái lý đó bây giờ Phật muốn dùng nó. Cái nói là lửa bây giờ thấy lửa cháy cái hộp đó thì phải nói sao? Cũng nói tại trước có lửa bây giờ mới cháy. Thì Đức Phật dùng cái lý luận là nói trước có bây giờ mới hiện ra. Thì bây giờ mình thấy hiện bị cháy thì cũng phải nói trước có nữa. Đó là cái lối lý luận để mà vẽ. Nếu tấm trái vốn đã có, lẽ ra cây chẳng mọc lên. Thì nếu nó có cái cánh lửa cháy ở trong cái hộp đó rồi thì cây vẫn nó mọc nổi. Nếu tất cả pháp vốn đã có sanh diệt, cớ sao trước sanh rồi sao diệt mà chẳng đồng thời, đồng một thời ư? Do nghĩa này để biết rằng nên biết là không có tánh. Ở đây thì Đức Phật nói như vậy là Ngài bác, bởi vì bởi chấp rằng trước có quyết định là có, bởi trước quyết định là có thì sao nó mới lên được? Chứ còn nếu trước không quyết định có thì sao nó mới lên? Thì Phật nói nếu mà mình đã thấy trước quyết định có thì bây giờ có những cái hiện tướng ra, cái hiện tướng đó biết rằng trước nó đã có ở trong. Thì giờ như thấy cái đó bị cháy thì biết rằng trước cái sau nó đã có lửa rồi, thì đã có lửa rồi thì nó hư rồi, làm sao nó lên được? Bây giờ Đức Phật mới giải thích cho biết rằng nếu tất cả pháp vốn đã có sinh diệt thì cớ sao trước sanh rồi sau mới diệt? Nó là trong đó đã có cái sinh diệt rồi thì lẽ ra nó tự sinh diệt. Tại sao nó trước sanh rồi sau mới diệt mà chẳng có cái đồng thời mà diệt? Đồng thời có cả sanh cả diệt. Do nghĩa này cho nên Phật nói chúng sanh không có Phật tánh. Nó không có tánh, nó không có tánh, nó không có tánh cố định. Thì tánh này là tánh cố định. Trong học Ni Cô Đà không có tánh cố định cây Ni Cô Đà. Trong tất cả cái gì cũng không có tánh cố định hết. Thì Ngài cũng phê duyệt: bạch Thế Tôn, nếu học Ni Cô Đà vốn không tánh cây mà sanh ra cây, và hột này cứ gì chẳng sanh ra dầu, vì cả hai thánh đều là không cả. Ngài cũng vẽ là Ngài cũng không chịu. Ngài kia nhất định phải có tánh. Rồi nếu không tánh thì cái đó có thể sanh ra tất cả cái gì cũng được hết. Cái gì nó không có, không có là sanh thì cái gì nó cũng sanh được hết. Thì là tại sao nó chỉ cái hột đó sanh ra cây đó mà nó không sanh ra dầu, không sanh ra các thứ khác? Đức Phật mới dạy: này thiện nam tử, hột ấy cũng có thể sanh ra dầu. Dầu vốn không có tánh dầu, nhưng do nhân duyên mà có. Thì như vậy Phật nói có thể nếu mà đủ nhân duyên. Nếu đủ nhân duyên hột đó cũng có thể là sanh ra dầu. Thì như vậy là ở đây Đức Phật cũng trở lại cái lý nhân duyên. Ngoài phải dĩ mà nó có thành được tựu là do nhân duyên. Cho nên đừng có cố chấp cái hộp đó phải sanh ra cây đó. Nếu thiếu nhân duyên thì nó không có thể thành. Thành là cái nhân duyên, là cái hệ trọng. Nên Ngài mới đặt đặt thế tôn, cớ sao không gọi là dầu mè ứ. Đó. Thì Ngài Phật nói này thì nó tử, vì chẳng phải là mè. Bởi vì cái hộn như câu đà nếu có thành dầu không gọi, không gọi là mè được. Mà thành dầu ở dầu khác chứ không phải dầu mè. Tại sao? Vì nó phải là mè. Đây Đức Phật Ngài mới nói như duyên lửa sanh ra lửa, duyên nước sanh ra nước, dầu hai thứ lửa và nước đều từ nơi duyên, nhưng chẳng thể có lẫn nhau được. Đó. Thì như vậy Đức Phật để quy kết rằng tất cả đều là do duyên sanh. Đã là do duyên sanh thì pháp nào cũng là duyên sanh hết, nhưng mà duyên sanh ra loại nào nó giống loại ấy, chứ không phải loại này nó thành cái loại khác được. Học ni câu đà và dầu mè cũng như vậy, tuy cả hai đều từ nơi duyên mà đều chẳng sanh lẫn nhau. Thì như vậy cái duyên là một lẽ thịt, là một chân lý phổ biến, nhưng mà mình đừng nói cái nào cũng do duyên sanh rồi cái gì nó lẫn trộn, thiện nó thành ác, ác thành thiện, lửa thành nước, nước thành lửa. Không phải, tuy tất cả đều duyên sanh, nhưng nước là sanh ra nước, lửa là sanh ra lửa, những cái đồng loại với nó chứ không sanh ra thứ khác được. Cũng như thiện do nhân duyên mà được cái thiện, ác cũng do nhân duyên mà được cái ác, chứ không phải là sanh ra lẫn lộn. Tánh chất của hột ni câu đà hay trị bệnh hàn lãnh, tánh chất của dầu mè hay trị bệnh phong. Như cây mía do nhân duyên mà thành các thứ đường, đường phèn, đường đen, dầu cả hai thứ đường đều từ nơi chất mía, nhưng sắc tướng khác nhau. Đường phèn trị bệnh nhiệt, đường đen trị bệnh hàn lãnh. Đó, Đức Phật nói như vậy thì tuy là các pháp đều nhân duyên hết, nhưng cái sự sanh đó nó tùy theo loại mà nó có khác nhau, chứ không phải nó có cái mà lẫn lộn bất thường. Ngài bạch Thế Tôn, như trong sữa không có tánh lạc, trong mè không tánh dầu, trong hột ni câu đà không tánh cây. Đây là Phật vẽ, Ngài vẽ lại Phật. Trong đất sét không có tánh bình, tất cả chúng sanh không tánh Phật. Cứ theo đây thời như trước kia Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì thế nên được vô thượng bồ đề. Đó là Phật không chấp nhận trong sữa có lạc, không chấp nhận trong cây hột ni câu đà có cây ni câu đà vân vân. Thì như vậy cũng phải không chấp nhận trong chúng sanh có Phật tánh. Thì nếu không chấp nhận chúng sanh có Phật tánh, tại sao chứ không nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Thì như vậy nếu căn cứ theo đây thì cái lời trước Phật nói cũng đúng rồi. Tức là lấy đây mà bác cái trước, để lại cái lời trước của Phật. Nghĩa này xét ra không được đúng, vì trời và người đều vô tánh. Vì vô tánh nên người có thể sanh làm trời, trời có thể sanh làm người, đều là do nhân duyên của nghiệp, không phải là do nơi tánh. Thành ra quý vị thấy cái ý ở đây là nhấn mạnh vào cái chữ tánh. Ngài Bồ Tát Sư Tử Hống, Ngài nhấn mạnh chữ tánh là cái cố định, mà đã là cái cố định thì cái đó phải là ra cái đó, chứ không được ra cái nào khác. Đó. Nhưng mà Đức Phật thì luôn luôn phá cái chất cố định. Tuy nó có Phật tánh nhưng mà phải do nhân duyên nó hiển lộ. Bởi do nhân duyên hiển lộ cho nên không phải là cố định. Quý vị nhớ, quý vị chúng ta thôi, nghĩa là cái kia là chất tánh cố định. Như vậy thì người phải là người, trời phải là trời. Nhưng bây giờ trời sanh ra có thể hết phước làm người, người có phước làm trời, thì như vậy là không có tánh cố định. Để không tánh cố định thì như vậy là tất cả đều không có tánh hết, đều do là duyên, do nghiệp. Đại Bồ Tát do nhân duyên của nghiệp nên được vô thượng đề. Mà nói do nhân duyên nghiệp thì bây giờ thầy nói như vậy thì đại Bồ Tát cũng do nhân duyên do nghiệp mà được đại Bồ Đề. Nếu các chúng sanh có Phật tánh do nhân duyên gì mà nhất chuyển về giúp căn lành phải đọa địa ngục. Và nếu mà chúng sanh đã có Phật tánh thì lẽ ra không có mấy cái người nhất chuyển đề này đọa địa ngục. Nếu Bồ Đề Tâm là Phật tánh thời nhất chuyển đề lẽ ra chẳng biết, bởi vì có khi là phát Bồ Đề Tâm. Nếu là có thể biết được, sao lại được nói rằng Phật tánh là thường? Nói là Phật tánh là thường thì có ai mà giúp được cái Phật tánh? Còn nếu chẳng phải là thường thời không gọi là Phật tánh. Bởi vì Phật tánh là thường, mà nếu mà chuyển đề họ mất Phật tánh thì tất nhiên không gọi là tất cả chúng sanh có Phật tánh được. Nếu chúng sanh có Phật tánh, cứ sao gọi là sao pháp tâm ý? Nếu đã có thì còn gì nữa là sự giới pháp tâm. Để có thì Phật tánh tức là tâm Bồ Đề, mà đã có đó thì tức là tâm Bồ Đề sẵn từ vô thủy tới bây giờ. Và đâu nói rằng mới pháp tâm Bồ Đề, tại sao lại gọi là bực thối chuyển, bực thối chuyển? Nói là nếu đã có Phật tánh thì lẽ ra đều là một điều tiến lên hết. Tại sao lại có người chuyển là thối, người lại không thối? Nếu là bực thối chuyển thì nên biết rằng người này không có Phật tánh, nên bởi vì họ thối. Đây là những cái nghi vấn này đặt ra rất nhiều. Là Thế Tôn Đại Bồ Tát nhất tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề, đại từ đại bi, thấy tội lỗi của phiền não sinh tử, quán sát đại niết bàn, không có các lỗi sinh tử phiền não, tin nhoi tam bảo và nghiệp nhân quả báo, họ trì giới cấm. Những tâm hạnh như vậy gọi là Phật tánh. Nếu rời lìa những tâm hạnh này mà có Phật tánh, thật cần gì dùng những tâm hạnh này để làm những nhiễm? Thành thử là Ngài nói như vậy thì cái lối quán sát tu đại từ đại bi, quán sát những cái tội lỗi phiền não nhân dân, thì cái đó là cái nhân duyên. Mà nhân duyên đó là để duyên, cái nhân duyên đó là chỉ cho Phật tánh. Cái nhân duyên đó là Phật tánh. Nhưng mà nếu nhân duyên đó là Phật tánh thì sao? Nhân duyên đó là Phật tánh thì lẽ ra chúng sanh không có Phật tánh sẵn. Tại không? Nếu những cái nào là tu tâm đại từ đại bi quán sát dân mới là được thành Phật thì cái tu đó là cái Phật tánh. Thì như vậy lẽ ra chúng sanh không có Phật tánh. Mà nếu rời lìa những tâm hạnh này mà có Phật tánh, còn nếu rời những cái hành động đó mà nó có Phật tánh riêng thì cần gì dùng những tâm hạnh này để làm những duyên? Nếu có Phật tánh riêng thì lẽ là Phật tánh đã đủ rồi, thì đâu có cần phải những cái tâm hạnh đó. Đó thì như vậy tức là Ngài đặt ra hai cái bên. Một bên thì nói rằng tất cả những cái tâm hạnh trên đó là Phật tánh, bởi vì những tâm hạnh đó để đưa tới thành Phật cho nên gọi những tâm hạnh đó là Phật tánh. Còn nếu những tâm hạnh đó, nếu mà những tâm hạnh này mà có Phật tánh, tức là rời những cái tâm hạnh đó, tức là rời cái sự tu từ bi, rời sự quán sát phiền não nhân dân, mà mình còn có Phật tánh riêng thì tất nhiên không cần những cái nhân duyên tu hành này. Đó là Ngài đặt cho hai mặt. Một mặt là những cái tâm hạnh này là Phật tánh, vì vậy cho nên việc do những tâm hạnh này mình được thành Phật. Còn nếu rời những tâm hạnh này không có Phật tánh, có hay là rời những tâm hạnh này có Phật tánh riêng thì những cái tâm hạnh này là thừa. Đó là ý Ngài nói như vậy. Thì như vậy tức là Ngài chỉ nhìn vào một bên chánh nhân hoặc là duyên nhân, mà Ngài không chịu dung hợp cả chánh nhân và duyên nhân. Và Thế Tôn như sữa chẳng chờ duyên tất sẽ thành lạc, nhưng thành tôn thì phải chờ đủ duyên, nhân công nước đồng dây thế. thì cái chỗ này mình không có làm cái vụ này thì mình không có rành. Nói rằng sữa mà nó thành lạc là không cần duyên cái gì, nó cũng thành. Còn nếu mà muốn thành tơ thì nó phải là có nhân công này kia mới thành được. Cái vụ này thiệt là mình khó hiểu, tại vì chưa có từng làm. Cũng vậy, những chúng sanh có Phật tánh lẽ ra không cần duyên nhân cũng được như tưởng Bồ Đề. Nếu là quyết định có Phật tánh, cớ sao người tu hành thấy sự khổ của ba ác đạo sanh già bệnh chết mà thối tăng? Nếu quyết định có Phật tánh cũng chẳng cần tu sáu môn Ba La Mật, lẽ ra được vô thượng Bồ Đề như sữa chỉnh, chẳng cần duyên mà thành lạc. Nhưng thật ra phải nhờ tu sáu môn Ba La Mật mới được vô thượng Bồ Đề. Do những nghĩa này nên biết rằng chúng sanh đều không có Phật tánh. Ngài nói rồi thì Ngài kết luận chúng sanh không có Phật tánh. Như trước kia Đức Phật nói, tăng bảo là thường trụ, đã là thường thời cách chẳng phải là vô thường. Cái chẳng phải vô thường, tại sao tăng bảo được thành vô thượng Bồ Đề? Đã chẳng phải vô thường, tại sao tăng bảo được thành vô thượng Bồ Đề? Tăng nếu là thường, sao lại nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Đó là những cái nghi vấn của Ngài đưa ra. Là Thế Tôn giả sử với chúng sanh từ trước đến nay không tâm Bồ Đề, cũng không tâm vô thượng Bồ Đề, về sau mới có. Phật tánh của chúng sanh cũng lẽ ra trước không, sau mới có. Do nghĩa trên đây nên tất cả chúng sanh lẽ ra không có Phật tánh. Cái kết luận đó là cái kết luận của Ngài. Thì như vậy đó, nghĩa là Ngài để tới, để lui, để làm chúng ta sáng tỏ cái ý nghĩa Phật tánh. Phật tánh bởi vì ở đây là Đức Phật muốn giải thích cho chúng ta biết rằng mọi chúng sanh đều có Phật tánh làm chánh nhân, mà muốn hiểu rõ Phật tánh là phải do duyên nhân và tu hành. Nhưng mà khi Phật nói chúng sanh có Phật tánh, rồi người ta đâm ra cái chấp. Tánh là cái cố định đó. Như vậy thì chúng sanh nào đều cố định là có Phật hết, mà có Phật tức là quyết định thành Phật đó. Không cần tu đó. Cho nên là Ngài trước kia Ngài nói dùng bao nhiêu cái lý luận để mà nói rằng nào là lạc như sữa, quyết định trong sữa có lạc đó, rồi quyết định trong hộp Ni Câu Đà có cái Ni Câu Đà vân vân. Đó là cái lối chấp tánh cố định. Rồi chấp tánh cố định đó không được, bị Phật đã rồi thì trở qua nó là không có. Nó là không, nếu hoặc là có một cách cố định, mà có một cách cố định thì không cần phải có duyên tu hành. Thì như vậy tức là nhìn một khía cạnh cố định không cần tu. Rồi bây giờ bị Phật bác cái đó cố định là sai thì chắc trải qua cái là nếu như vậy do tu mà được thì tất nhiên nó là không có, không có Phật tánh. Thì như vậy không phải là Ngài chấp mà đây là Ngài muốn làm cho sáng tỏ để cho thế gian sau này những người chấp trước không còn bị chấp. Chính là giải kỹ vậy mà vẫn có một số tăng tục nghe nói mình có Phật tánh, ôi lo gì tôi cũng thành Phật, không tôi cũng thành Phật gì đã có. Thôi cứ ăn chơi đã là thì tôi chỉ khổ, chừng nào mình có kết quả cũng thành, nó nói gì. Đó là cái bệnh của chúng sinh. Cho nên ở đây nó giải thích cho thật kỹ để cho mình thấy rõ cái Phật tánh đó. Khi Phật nó có mà đừng nghĩ lại, phải nỗ lực tu mới hiện đó. Rồi nếu mà mình tu không mà thành Phật thì tất nhiên mình không có Phật tánh sao? Mà không có Phật tánh thì cái tu đó cũng không phải thành. Cũng như chỉ có duyên nhân mà không chánh nhân thì duyên nhân cũng không phải thành được. Thì ở đây Ngài cố tình đứng vào một bên này hoặc đứng vào một bên kia, Ngài bác để cho chúng ta thấy rõ, chứ không phải nói Ngài cố chấp nhiều chúng ta vậy đâu. Bây giờ Đức Phật mới giải thích để... Rồi Đức Phật Ngài khen ngợi cái nghi vấn ở trên của Bồ Tát Sư Tử Hống. Lành thai, ông từ lâu đã biết rõ nghĩa Phật tánh, ông biết rõ rồi. Nay ông vì chúng sanh mà thỉnh hỏi như vậy, thì biết rõ là cái thỉnh hỏi là vì mình chứ không phải vì Ngài. yeah. Tất cả chúng sanh thiệt có Phật tánh, đó là cái câu đối mà đáp đất gọn, nói là thật đó. Thì những cái câu đó gọi là thật, không phải là quyền nữa. Tất cả chúng sanh thiệt có Phật tánh, đó là Phật nói một cách gọn, chỉ rõ. Nhưng mà rồi có nhiều chỗ phải lý luận bên co để phá chấp. Nên những cái lý luận bên co đó có khi quyền mà nói, không phải là thật. Còn đây là lẽ thật. Này thượng nam tử, ông nói rằng nếu chúng sanh có Phật tánh, lẽ ra chẳng nên có người sơ pháp tâm. Hãy biết rằng tâm không phải là Phật tánh, vì tâm vốn vô thường. Sơ pháp tâm thường cái sơ pháp tâm đó là cái tâm vô thường, còn Phật tánh là thường. Như vậy thì ông nói tâm và tánh hai cái nó lẫn lộn rồi. Ông nói kéo sao có người thối tâm? Thật ra không có thối tâm. Nếu tâm có thối thì tất cả trọn chẳng thể được của thượng Bồ Đề. Vì được chậm nên gọi đó là thối. Nghĩa là người nào tu mà lười chậm quá thì gọi đó là thối tâm. Người nào mà nhanh tuyết lên thì gọi là bất thối. Tâm Bồ Đề này thiệt chẳng phải là Phật tánh. Vì giết chuyển đề, giết căn lành, đọa địa ngục. Giết chuyển đề, giết căn lành, cho nên phải đọa địa ngục. Nên biết rằng cái tâm Bồ Đề đó không phải là Phật tánh. Nếu tâm Bồ Đề là Phật tánh, thời hạn giết chuyển đề chẳng được gọi là giết chuyển đề. Tâm Bồ Đề cũng chẳng được gọi là vô thường. Do đây nên biết rằng tâm Bồ Đề thiệt chẳng phải là Phật tánh. Thì như vậy để thấy rằng tâm Bồ Đề với Phật tánh hai cái nó không phải là một. Vì khi phát tâm khác và khi thành Phật khác, thì đúng ra thì theo cái lý thì nói là vô thường. Vì tâm Bồ Đề thì có sơ phát tâm và có viên mãn, thì tất nhiên phải nói là vô thường. Nhưng ở đây thì nói rằng tâm Bồ Đề cũng chẳng được gọi là vô thường. Tại sao vậy? Đúng ra thì tâm Bồ Đề phải là vô thường chứ. Vì có sơ phát tâm và cho tới hậu tâm, nói hậu tâm tức là cái tâm viên mãn. Nhưng mà có lẽ rằng ở đây là một nghi vấn, vì không có giờ ngay bản chữ Hán không biết có lộn chữ nào hay không. Ở đây thì có nghi vấn thôi, tôi đặt nghi vấn. Ở đây có lẽ rằng chỉ cho rằng nói tâm Bồ Đề tức là chỉ cho cái tâm giác, mà tâm giác thì nó vượt ra ngoài cái thường và vô thường. Thì đây là một cái lối nghi vấn. Tôi chưa dám bỏ quyết thì câu đó, cái đó là nghi thôi. Chứ còn đúng là lý thì phải tâm Bồ Đề là vô thường. Bởi vì nó có sơ pháp tâm và mãn tâm. Thì đã có sơ và có mãn thì dĩ nhiên là bị có biến chuyển tức là vô thường. Nhưng ở đây thì hơi nghi vậy thôi, để khi nào rảnh coi lại trong bản chữ Hán. Tâm Bồ Đề đó là Phật tánh thì tâm Bồ Đề chẳng được gọi là Phật. Vì Phật tánh là thường. Do đây nên biết rằng tâm Bồ Đề thiệt chẳng phải là Phật tánh. Này thượng nam tử, ông nói nếu chúng sanh có Phật tánh thì lẽ ra chẳng cần nhờ duyên mới được vô thượng Bồ Đề như sữa thành lạc. Lời này không đúng nghĩa. Vì ông đã nói phải có năm duyên mới thành sanh tốt. Ông biết rằng Phật tánh cũng như vậy. Thì như vậy Phật tánh nghĩa là sao? Phải có nhân duyên. Phải có nhân duyên. Phật tánh phải có nhân duyên mới thành Phật đó. Chứ không phải như ông nói Phật tánh chỉ có cái chỉ có cái Phật tánh rồi là quyết định thành Phật, không phải vậy. Thì như vậy để thấy rằng Phật tánh là chánh nhân mà tu hành là duyên nhân, thì có như vậy đó mới thành Phật. Chứ trong các thứ đó có vàng, có bạc, có đồng, có sắt, bốn thứ đó đều bổn thọ chất tứ đại. Đồng tên là đá, đồng là vật có thiệt, nhưng mỗi thứ đá sản xuất Mỗi chất không đồng nhau, phải cần nhờ có đủ các duyên mới sản xuất ra chất vàng bạc đồng sắt. Do đây nên biết rằng trước vốn không có, chờ đủ duyên mà sau mới có. Thì như vậy, tuy nhiên ở trong đó đã có bẩm chất của những cái thứ đó, nhưng không duyên thì nó không có hiện. Vì vậy bởi không hiện nên nói trước không, đủ duyên mới hiện, cho nên nói sau mới có. Phật tánh chúng sanh chẳng gọi là Phật, Phật tánh mà không gọi là Phật, phải do công đức là công đức tu hành được thấy Phật tánh rõ ràng rồi sau chúng sanh mới thành Phật. Thì như vậy có Phật tánh mà không phải là Phật, mình đừng có chấp có Phật tánh là Phật thì đó là lòng. Bởi vì nói như vậy là để chỉ rõ rằng trong học Nicođa không có tên Nicođa đó. Rồi nếu chấp trong học Nicođa có tên Nicođa, đó là trật. Trong học Nicođa không có tên Nicođa, mà do mình đủ duyên, mình gieo, mình trồng, mình bồi bổ tưới thì lúc đó cây Nicođa mới ra. Như vậy thì sao mới thấy cây Nicođa? Thì cũng vậy, trong chúng sanh có Phật tánh nhưng mà không phải là Phật, bởi do mình thấy được Phật tánh đó, tu hành viên mãn rồi mới thành Phật. Cho nên nó khác cái chỗ đó. Mình nếu cố chấp có Phật tánh là Phật thì đó là lòng. Ông nói chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao lại không thấy? Lời này không đúng nghĩa, vì các duyên công đức chưa đầy đủ nên không được thấy. Đó rõ ràng quá, không còn nghi gì nữa. Do nghĩa này nên ta nói có hai nhân, chánh nhân và duyên nhân, đó là cái lẽ thật. Nên lâu lâu thì Phật trở lại Phật chỉ cái thật cho mình. Nên sở dĩ chúng ta có Phật tánh thì gọi đó là có chánh nhân, rồi chúng ta tu hành sẽ được bài hiện Phật tánh ra, gọi là duyên nhân. Thành nên đủ chánh nhân, đủ duyên nhân thì Phật tánh thành tựu, tức là chúng ta thành Phật. Còn nếu mà chấp một cái không được, chánh nhân gọi là Phật tánh, duyên nhân gọi là phát tâm Bồ Đề. Do hai nhân duyên này mà được vô thượng Bồ Đề, như đủ duyên tài sản thiết gian đó. Thì như vậy đó là rõ ràng. Ông nói tăng bảo thường trụ, lẽ ra chúng sanh không có Phật tánh đó. Bởi vì tăng bảo là thường trụ thì tự nhiên không có tiến lên được. Phải biết rằng tăng gọi là hòa hiệp. Hòa hiệp này có hai: thế gian hòa hiệp và đệ nhất nghĩa hòa hiệp. Đức Phật nói nó có hai mặt, và mình cứ căn cứ vào một mặt mà hiểu thì lầm. Thế gian hòa hiệp gọi là thinh văn tăng, đệ nhất nghĩa hòa hiệp thì gọi là Bồ Tát tăng. Thế gian, thế là vô thường, thế tăng là vô thường, Phật tánh là thường trụ. Thế tăng là vô thường mà Phật tánh là thường trụ. Như Phật tánh, nghĩa tăng tức là đệ nhất nghĩa tăng cũng là thường trụ. Đệ nhất nghĩa tăng thì thuộc về thường trụ, giống như Phật tánh. Còn thế tăng tức là thế gian tăng thì cái đó là vô thường, nhớ vậy. Thành ra khi nào mà Đức Phật nói là tam bảo thường trụ thì tất nhiên mình phải hiểu đó là Đức Phật chỉ cho cái Phật tánh hay là pháp thân cùng với nghĩa tăng. Nghĩa tăng ở đây để nhất nghĩa tăng, chứ không phải chỉ cho thế tăng mà mình hiểu. Lại có tăng gọi là pháp hòa hiệp, chính là nói 12 bộ kinh. 12 bộ kinh là thường nên ta nói pháp và tăng là thường trụ. Bởi vì chữ tăng nghĩa là hòa hiệp, mà 12 bộ kinh là cái sự hòa hiệp gom nhót lời của Phật nói lại, chung hợp lại thành. Cho nên kinh cũng có nghĩa là hòa hiệp, còn có nghĩa hòa hiệp cho nên cũng gọi là tăng. Mà pháp của Phật nói là cái pháp chân thật, cho nên là thường trụ. Vì vậy cũng nói tăng là thường trụ. Này điểm năm tử, tăng gọi là hòa hiệp. Hòa hiệp đây chính là nói 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên cũng có Phật tánh. 12 nhân duyên là thường, Phật tánh cũng vậy. Do đây nên ta nói tăng có Phật tánh. Thì như vậy thì Đức Phật giải thích rộng thêm cho mình hiểu về cái nghĩa tăng. Ông nói chúng sanh có Phật tánh, tại sao có thối, có kẻ thối người không thối? Này tụi nam tử lắng nghe, ta có phân biệt giải thích cho. Đây là Đức Phật mới nhắm về cái thối chuyển. Có 13 điều làm cho Bồ Tát thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Mấy cái này là mấy cái mà chúng ta phải ghi nhớ để mà mai chiều của mình đụng tới cái đó thì biết đó là cái chứng duyên làm mình thối đó. Một là tâm chẳng tin. Tâm chẳng tin tức là cái gốc của thối tâm Bồ Đề là cái gì? Hai là tâm chẳng cố làm. Có nhiều khi tin mà không chịu gắng làm, không dám làm cũng là thối. Cho nên cái thứ nhất là tin. Tin là tin gì? Tin mình có Phật tánh. Hai là cố gắng mình tu, cố gắng làm tức là cố gắng tu. Tin đó là tin mình có chánh nhân. Và cái thứ hai là mình cố gắng tu, đó là nhân nhân. Có hai cái đó thì tự nhiên tiến được. Ba là tâm nghi, tu mà còn ngờ vực. Bốn là tham tiếc thân mạng là của cái. Tu mà còn sợ tu nhiều để nó bệnh chết làm sao? Đó là cái thứ nhất là thân mạng. Hai của cải, chà lo tu không lo làm ăn gì hết rồi mai mốt tôi nghèo đói làm sao? Đó là của cải. Cho nên còn tiếc của cải, còn tiếc thân mạng, đó là cái chứng duyên của Bồ Đề đó. Năm là có quan niệm quá sợ tới nước bàn. Nghe ta nói nước bàn tới đó không còn gì nữa, rồi quá sợ đi. Bây giờ mình còn có thân mình đi chơi rồi này kia không phá. Thì sao nước bàn không có thân này nữa là sao? Đó, ta phải quán sợ. Thế nào làm cho chúng sanh diệt độ hẳn? Đó là gì? Nước bàn là diệt độ. Đó là diệt độ hẳn, đó không còn gì nữa hết. Thì cái hờ cãi như vậy, cho nên không có tới được nước bàn. Sáu là tâm chẳng tham nhẫn. Tu mà không nhẫn nổi, không chịu đựng được, bởi tâm tham nhẫn cho nên thôi. Bởi là tâm chẳng điều nhu, tức là không có nhu hòa đó. Không nhu hòa tức là sao? Tức là nó cứ loạn động, nó không có yên tĩnh lại. Cái điều nhu tức là nhu hòa đó. Nó mềm yếu xuống, tức là mình không có được an ổn, không được định. Tám là sầu não. Người nào tu là mặt dập vào gì cười đó thì người đó là cái gốc về thối tâm Bồ Đề đó. Bây giờ thấy cái vẻ mặt mà vi thảm đó thì biết người đó chữ còn á. Sầu não. Chính là chẳng thích vui, không có thích vui, nghĩa là cái tôi mà không thích, không có thấy cái gì vui vẻ thích thú hết, không có vui vẻ thích thú. Nếu mà không sầu não mà không vui vẻ thích thú thì cũng là cái thối tâm. 10 là phóng dật, tức là buông lung. 11 là tự khinh thân mình. Hồi nãy thì nói là mình tiếc, còn đây thì tự khinh là sao? Tức là thấy những cái chỗ có thể chết, có thể bị tai nạn mà cứ ùa vào đó. Tự khinh thân mình tức là coi cái mạng sống rẻ quá, khinh về đi tới những chỗ bị tai nạn, bị chết chóc. Thì như vậy tức là tâm Bồ Đề bị thối. Cho nên biểu mình đừng tiếc thân mà cũng không cho mình khinh thân. Nhớ vậy đó. Hai cái là tiếc thân và khinh thân đều là hai cái thái quá. Mình phải nên trung đạo giữa hai cái đó. Đừng quá tiếc thân mà đừng quá khinh thân. Nhiều người ở kinh nói ôi chết rồi, chết tức tình rồi. Nghe nói chỗ đó có tai nạn thì kệ, tới đã chết tình rồi, không sợ. Thì cái đó gọi là khinh thân. Mà khinh thân thì tất nhiên là sao tu tiến. Vì vậy cho nên cái kinh thân cũng là nguy hiểm. 12 tự thấy phiền não không thể phá. Cũng như có số người ngồi thiền thấy loạn thôi. Trời ơi tôi giờ giết chừng nào hết loạn. Rồi sao? Ở Đông Đà Nẵng rồi lo cái chùa cái thiền còn thấy kết quả hơn. Lo chừng 5-7 tháng rồi mình lập được cái ký như vậy. Cái cô cái gì đó, phải không? Cái đời thì thiên hạ quan minh mình làm để có công quả liền. Còn hồi tôi thì ngày nào cũng loạn, tôi hoài không thấy hết. Đông ta thấy vừa đề tâm. Đó là cái, mà chính cái này là tôi thấy đại đa số người tôi bây giờ đang mắc kẹt. Đại đa số chứ không phải tiểu. Vì vậy cho nên quý vị nhớ trong kinh Kim Cang và tất cả những bộ kinh Đại Thừa đều nói, dù cho mình mà có đem bao nhiêu tiền của bao nhiêu cái vật thế gian mình bố thí, cũng như kinh Kim Cang nói đem của bảy báo bằng mấy cái hàng hà sao thế giới mà bố thí không bằng trừ 4 của kinh Kim Cang, phải không? Thì đó là để chỉ cho cái gì? Chỉ là bao nhiêu cái hình thức, bao nhiêu những cái sự vật có tiếng bên ngoài, dù được nhiều thế mấy đi nữa, thì giả sử mình làm được cái công đức to lớn bao nhiêu cũng là cái công đức của vô thường, của sinh diệt, của 25 cõi, chứ chưa phải là cái công đức của giải thoát. Nếu mình nhận chân được cái pháp vô vi, tức là trở về với cái tâm bất sanh bất diệt của mình, gọi là pháp vô vi đó, thì cái đó mới là cái kiếp kiếp đời đời không bao giờ mất. Vì vậy cho nên cái đó là cái công đức cao hơn hết. Phật nó là dùng đủ lời để tán thán cái đó, để khen ngợi cái đó, làm cho người tu mình nhớ cái đó nó quý lắm, mình ráng mình làm. Còn không thì mình cứ mình nghiêng ra những cái công đức hữu lậu hết. Bởi vì cái công đức hữu lậu dễ thấy, dễ làm, còn cái này khó thấy mà khó làm, dễ thối tâm. Cho nên nó là mình phải nhớ, phải có niềm tin thiệt là vững. Tuy rằng ngày nay mình ngồi thiền chưa hết loạn, nhưng mà chịu cực đúng như cỏ, mình cuốc 1 lần nó chưa hết, cuốc 2 lần, 2 lần chưa hết, cuốc 3 lần, năm này tháng nọ cuốc hết rồi nó cũng phải hết. Chỉ có cái là mình không siêng được thôi. Cho nên mình nghĩ vậy mà mình tiếc, mình không thối. Chứ còn nếu mà thấy phiền não nhiều quá rồi chán cái là thối tâm. 13 là không thích những pháp môn tiến đến bồ đề. Nó tu mà không thích như thành Phật, cứ nghĩ là thôi để mình làm phước đức rồi đời sau hưởng vui vẻ. Chứ thành Phật trong lỗ hội bạn mình buồn quá. Có nhiều người nói như vậy. Về Cực Lạc cũng buồn hết, về bởi người không có như hôm nay, về có gặp cảnh buồn, cảnh khổ, rồi lâu lâu gặp cảnh vui rồi như vậy, tương đối với những việc. Còn qua bãi nó không có một chuyện hoài buồn hết. Thì đó là có nhiều người họ nói lý luận như vậy, tức là không thích cái pháp môn tiến đến bồ đề để cho thành Phật ngồi bạn mình buồn. Bây giờ đi chơi có bè có bạn vui, thấy không? Đó là những cái quan niệm sai lầm. Thì như vậy, khi nào mình kiểm điểm nơi mình có 1 trong 13 cái này, thì biết đó là nguyên nhân của thối tâm, thối bồ đề tâm đó. Thì mấy cái này là mấy cái Đức Phật chỉ mà dưỡng lại mình thường. Đó là 13 rồi giờ thêm. Trên đây là 13 điều làm cho Bồ Tát thối chuyển đạo bồ đề vô thượng. Lại có 6 điều làm hư tâm bồ đề. Đó 13 cái đó là thối tâm, còn 6 cái này là hư tâm. Quý vị nhớ 6 cái này hư tâm bồ đề. 1 là bỏng trẻm tóc, biết đạo lý, biết giáo lý cao siêu mà cứ giữ mình, không muốn nói cho ai nghe, không muốn dạy bảo người nào hết, gọi là bỏng trẻm tóc, là hư tâm bồ đề. 2 là có tâm chẳng lành đối với chúng sanh, tức là thấy chúng sanh khinh mạng, chê nó, ghét nó, đó gọi là tâm chẳng lành. 3 là gần gũi bạn ác, thích chơi những kẻ ác. 4 là chẳng siêng năng tinh tiến. 5 là quá tự kiêu mạn, đó là phách lối, tự kiêu cho mình là hơn cái hạ hết. 6 là kinh doanh nghề nghiệp thế gian, đó, quý vị nhớ, thấy cái chỗ kinh doanh đó, quý vị nhớ thật kỹ, ba chừng nó làm hư cái tâm bồ đề của mình nha. Lo kinh doanh quá là hư cái tâm bồ đề, chịu à. Cái nhiều khi mình qua được mấy cái kia mà tới cái này cái mắc kẹt. Cho nên Thiệt ra tôi nói thiệt, khi người tu hành có hai phần, tinh thần và vật chất. Nếu mà vật chất lên, tinh thần phải xuống, không có tránh khỏi. Mình mà lo mà cái chùa cho thiệt tốt thì lúc đó đạo đức mình suy. Còn nếu đạo đức mình khá thì cái chùa thiền phải hơi tương đối một chút mới được. Cho nên quý vị để ý khi nào ở chỗ nào mà cái chùa thiền nó rực rỡ quá thì những người tu trong đó hơi giảm xuống từ từ. Còn ở chỗ mà người ta mới mà chuyên tu thì cái hình thức chùa thiền nó kém, nhưng mà cái sự tu hành nó khá. Tôi lấy một cái kinh nghiệm bản thân và những người xung quanh. Ví dụ như chùa Ấn Quang, hồi cái lớp mà tôi lên đó, thì ở dưới quê mà nghe nói Phật không đường nào gì mình tối rồi. Tới đó là có cái chùa to lắm. Lên tới cái đường ngã ba dừng lại, cảm thấy cái đường nó hơi xấu mình cũng có cái hơi không vui rồi. Tới ngay cái trường ra cái cổng để ta cũng được nói gì hết, mình nói cũng được. Bước vô rồi tôi không biết cái chùa chỗ nào. Tôi vô rồi thì có cái chùa lá bằng lá tàu, cũng trình bằng cái cốc không thể bản, có 5-6 chút vuông à. Là đây rách lá, chùa là bằng lá. Không ngờ cái chùa phải không đường nó chỉ cái chùa gì một thể quá. Rồi trong đó thì lót gạch và gạch tàu, lót mà không có tép xi măng. Đi nó cái chinh qua cái nghiêng lại. Rồi mình thấy thiệt là nó không được thân nhiệt nghèo quá nghèo. Rồi vô rồi có hai dãy nhà. Nhà Tăng bên nay là cái nhà giảng, bên đây nhà Tăng. Cái nhà Tăng thì cũng vậy, cũng là lọc lá, giường tre, nồng xe tôi cắn người nào mình thấy. Cái dưới trường này nát hết. Mà vì nó cái nhà ở trường có một cái giải nhà mà bao mấy cái giường nó khít gì đó rồi không ai mà tài nào mà dẹp hết được. Nên người nào người nấy bị sợ cứng chết. Rồi cái dách lá với cái nhà bên kia nó khít, nhà của thế gian khít một bên. Rồi bên kia họ làm gì cho nên mình nghe hết trên. Rồi nhất là ở gần ở phía sau mấy cái nhà bên kia họ có sàn nước, cho nên ngồi dưỡng nổi. Bởi vì đất láo nó không có ngăn che được hết. Đó thì mình thấy cái cảnh của anh Quang hồi đó. Nhưng mà sự thật anh Quang hồi đó thì cái người trong cái thời đó là khác, là tu hành khác. Còn bây giờ quý vị tới anh Quang là thấy nó khác. Thôi là sao? Bây giờ anh Quang thực ra tới thấy cái cổng mình cũng thấy là có vẻ vĩ đại rồi. Mình vô chùa thì hai ba tình. Nhưng mà người anh Quang bây giờ thì người là thấy thánh người xưa thì nó kém hơn. Đó là mình thấy rõ ràng. Bởi vì trong khi mới thì lúc nào mình cũng phải cố gắng mà tu hành. Do cố gắng tu hành cho nên có uy tín. Phải có uy tín cho nên mới làm được việc này việc kia. Và khi được nhiều việc quá rồi nhiều việc nó chi phối mình. Thì cái đó không phải là người nào khác, chính của mình. Nhưng mà nhiều việc quá nó chi phối. Phải chi phối thì cái niềm tu mình nó bị lơi lỏng. Mà lơi lỏng thì nó không thẳng, nó xuống từ từ. Chính vì vậy cho nên tôi biết, nếu là tôi cứ như vậy thì tôi cũng xuống từ từ. Năm này, rồi năm nữa, rồi dài và năm nữa, cứ mỗi năm nhiều việc, mỗi năm thêm mỗi việc, hoặc là thêm 5-7 việc. Chứ giờ nó chi phối biết rồi cái cánh của mình nó bị lãng. Những cái cụ nó lôi nhiều quá, cái cánh nó lãng tức là nó phải xuống. Cho nên mình phải biết tới lúc nào mình chỉnh nó phải hẳn. Chứ còn không dám cho nó kéo dài nữa, tức là cả ngày nó càng xuống chứ không có lên nổi. Đó là cái mà kinh nghiệm bản thân và xung quanh tôi thấy rõ ràng. Cho nên ở đây Đức Phật nói là nếu khi sự kinh doanh mà nó tiến quá thì tất nhiên người ta bị thối Bồ Đề tâm, hư mất Bồ Đề tâm. Nên quý vị đừng nghĩ cái chùa mình cho lớn và mà cứ nghĩ cái Bồ Đề tâm mình cứ tăng trưởng mà hơn. Nó tăng trưởng Bồ Đề tâm chứ đừng nó tăng trưởng chùa chiền. Thì cái đó là cái đáng mừng đó.